Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 202. Nhìn thì giống như chỉ có một trưởng, thật ra lại là mấy trăm trưởng lực khác nhau. Lại còn là trưởng lực của một tu tiên giả cấp chuẩn tiên. Đoán chừng, toàn bộ liên minh tu tiên, người có thể chống đỡ cũng không có mấy ai. Các ngươi mau tránh ra. Cực tinh tiên ông nhìn thấy, không chút do dự tiến lên nghênh đón, đưa tay đón đỡ một trưởng này. Phốc. Tuy nhiên, vừa giao thủ chưa được nửa giây, ông ta phun ra một ngụm máu, cả người bay rớt ra ngoài. Sư phụ, Chu Cửu Thần chừng muốn rách cả mí mắt, cắn răng lao đến Long Tượng Thượng Sư, dám đả thương sư phụ của ta liều mạng với ngươi. Hạ Thiên tiện tay kéo Chu Cửu Thần lại, mập chết bầm, ngươi đừng tiến lên chịu chết. Sư phụ của ngươi còn đánh không lai, ngươi thì không cần phải nói. Nhưng ông ta đả thương sư phụ của ta. Chu Cửu Thần oán giận khó tiêu. Cực tinh tiên ông cũng dáng chống đỡ, quát to, Cửu Thần, trở về. Chu công tử, ngươi nên lui ra đi. Phù Diêu tiên tử nói, cứ để Hạ Thiên ứng phó. Chu Cửu Thần có chút lo lắng, Hạ Thiên, ngươi có được không? Ngươi nói sao? Hạ Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại, thái độ vẫn vân đạm phong khinh, ngươi nên đi xem sư phụ của mình chết hay chưa? Chu Cửu Thần biết mình có bao nhiêu cân lượng, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của sư phụ, vậy tất cả nhờ ngươi, ngươi nhất định phải thay ta xử lý con lừa chọc này. Dám bất kính với trưởng lão, ngươi cũng nên chết đi. Long Tượng Thượng Sư đã hoàn toàn tức giận, lạnh lùng trừng mắt với Chu Cửu Thần, cực tinh tông các ngươi cấu kết tà ma, tội đáng chém. Tiên vệ chưa đến, do ta thay liên minh thanh trừ đám cặn bã các ngươi. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Lời vừa nói ra ẩn chứa rất rõ ý diệt khẩu. Cực tinh tiên ông cũng không có phản ứng gì quá lớn. Mấy vị trưởng lão khác lại không nhịn được. Ai trong bọn họ cũng không biết Long Tượng Thượng Sư sẽ vì đồ đệ mà ông ta coi như con ruột nổi điên đến trình độ nào. Long Tượng Thượng Sư, dù sao nơi này cũng là dẫn kiếp thần cung, người không nên làm loạn quá mức. Trường Mi lão tiên nhịn không được thuyết phục một câu. Người cầm miệng cho ta. Long Tượng Thượng Sư nổi giận, nói thẳng, chỉ cần các ngươi đứng bên cạnh là được, sau đó tất nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi. Tuy nhiên, ai dám ngăn cản ta, người đó chính là kẻ địch của già Long Bảo tự ta. Trường Mi lão tiên cân nhắc trong lòng một chút, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, sau đó thối lui sang bên cạnh. Ông ta vạn lần không nghĩ đến chỉ vì một việc rất nhỏ, chỉ là trêu chọc giữa những người trẻ tuổi, nhưng sơ sẩy một chút lại phát triển đến nước này. Hiện tại, Ma Hà Tử chết rồi, nhưng là vì hắn tự tiện sử dụng cấm thuật, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Nếu tiên luật ti đến điều tra, sự việc tất nhiên sẽ bại lộ. Cho dù Ma Hà Tử đã chết, nhưng vẫn sẽ bị trừng phạt như cũ, sẽ còn thông báo cho toàn liên minh. Nhưng với tính cách không thèm nói lý của Long Tượng Thượng Sư, ông làm sao để chuyện đó xảy ra chứ? Cách làm tốt nhất chính là khăng khăng với suy nghĩ Chu Cửu Thần cấu kết với tà ma. Ma Hà Tử vì chu diệt tà ma nên mới sử dụng cấm thuật, tạo thành hậu quả xấu như vậy. Chẳng những qua được mà còn có công. Tương tự, những người bị Ma Hà Tử ngộ sát cũng có thể được xem là chống lại tà ma mà chết, có thể được chia công lao. Cho nên, cực tinh tiên ông không chịu phối hợp chính là chướng ngại lớn nhất. Mau, đi mau. Cực tinh tiên ông cũng nghĩ đến khía cạnh này, liền thấp giọng nói với Chu Cửu Thần. Người mau dẫn bằng hữu của mình rời khỏi nơi này, để ta chặn bọn họ lại. Không cần thiết phải phiền toái như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, nếu bọn họ muốn giết người diệt khẩu, vậy thì tốt rồi. Ta cũng có ý định xử lý bọn họ. Mọi người ngả bài đi. Long Tượng Thượng Sư lạnh lùng nói, nếu trong các ngươi có ai có thể tiếp nhận được ba trưởng của ta, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Không tiếp, Hạ Thiên nhếch miệng, mấy trò hề này. Tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Xem ra, ngươi chẳng những là tà ma mà còn là một tên trộm nhát gan. Long Tượng Thượng Sư ngửa đầu cười to, vậy ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Mọi người làm chứng, chờ người của tiên luật ti đến, cũng đừng nói Diệp Long Tượng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hạ Thiên hờ hững nói, muốn đánh thì đánh, có thể đừng nói nhảm hay không? Hãy ăn của ta một trưởng. Long Tượng Thượng Sư quả nhiên không thèm nhiều lời. Thân hình lóe lên biến thành một vệt kim quang, một lát sau đã đến trước mặt Hạ Thiên, nhấc trưởng đánh vào đỉnh đầu của hắn, Bồ Tát phủ đỉnh.
bành. Một luồng kiếp lực màu vàng trong nháy mắt rót vào cơ thể Hạ Thiên, giống như có vô số con dao giải phẫu đang cắt xén toàn thân của hắn. Xong rồi, Cực Tinh Tiên Ông nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi bi thương. Vốn ông định ra tay cản lại một chút, đáng tiếc cơ thể của ông đã bị thương nặng, không thể động đậy. Long Tượng Thượng Sư nhẹ nhàng thu lại trưởng lực, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phù Diêu Tiên Tử, cho dù ngươi là nữ nhân, ngươi cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Muốn trách, ngươi hãy trách chính ngươi lại đi cùng một chỗ với tà ma. Phật quang chợt hiện. Nói xong, lại một trưởng đập về phía Phù Diêu Tiên Tử. Khóe miệng Phù Diêu Tiên Tử khẽ nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Long Tượng Thượng Sư có chút khinh thường nói, hừ, quả nhiên là tiện thu vực ngoại. Sắp chết đến nơi còn không biết, lại còn cười được. Phốc! Vừa nói xong, ông ta đột nhiên phun ra một ngụm máu, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Một tiếng cười hì hì vang lên bên lỗ tai của ông ta, đúng vậy, người ngay cả mình sắp chết cũng không biết, đúng là ngớ ngẩn. Còn có chuyện đó sao? Long Tượng Thượng Sư thấy Hạ Thiên bình yên vô sự xuất hiện bên cạnh mình, ánh mắt ông ta không khỏi mở to, không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phật Phạm Khí Trưởng của ông ta là một môn công pháp độ kiếp kỳ đỉnh cấp. Cho dù là Chí Tôn cũng không dám tùy tiện đỡ một trưởng của ông ta. Tên tiện tu ngoại vực trước mắt chẳng những có thể vững vàng tiếp nhận một thức trưởng pháp của ông ta, hơn nữa còn bình yên vô sự. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi, là chuyện không thể phát sinh. Dường như ngươi rất bất ngờ thì phải. Hạ Thiên cười nói, thật ra cũng bình thường thôi, bởi vì trưởng lực của ngươi vô hiệu đối với ta. Hắn quay sang nói với Chu Cửu Thần, mập chết bầm, ngươi mau mang sư phụ của ngươi sang một bên, đừng làm trở ngại ta đánh nhau. Sao? Chu Cửu Thần ngẩn ra, vội lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, a, được, được, được. Cực Tinh Tiên Ông cũng kinh ngạc không thôi. Ông biết thực lực Long Tượng Thượng Sư khủng bố đến cỡ nào, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chu Cửu Thần đỡ Cực Tinh Tiên Ông dậy, nói với Phù Diêu Tiên Tử, Tần Tiên Tử, người theo chúng ta thối lui đến nơi an toàn đi. Không cần, Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên từ chối. Chu Cửu Thần thật sự không mò ra được thực lực của hai người này rốt cuộc là gì, nhưng hắn và sư phụ của mình ở đây nhất định là chịu không được. Hắn cũng không nhiều lời, mang theo sư phụ rời đi. Tiểu tử, rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Long Tượng Thượng Sư giận dữ hỏi, râu tóc dựng đứng, chẳng khác nào một con sư tử bị chọc giận, chỉ là trong mắt xuất hiện sự cảnh giác không dễ gì phát hiện. Độ kiếp kỳ, cũng không khác gì ngươi. Hạ Thiên lười biếng đáp, Long Tượng Thượng Sư cố ngăn cơn lửa giận, mắt hơi nheo lại, ý vị thâm trường nói, bên ngoài sâu không vô tận có ức vạn thế giới, người có thể tu tiên chẳng có mấy ai, cũng không có đủ linh khí để bồi dưỡng ra độ kiếp kỳ. Ngươi đến từ thế giới nào? Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi không cần quan tâm ta từ thế giới nào đến. Muốn đánh thì đánh, không cần nói nhiều. Ngươi nhất định không phải hạng người vô danh, không phải vị trí tôn nào ở ngoại vực hóa thân chứ. Long Tượng Thượng Sư hoàn toàn không tìm biến số của Hạ Thiên, nhất thời có chút do dự. Mặc dù ông ta xúc động dễ giận, ngang ngược bá đạo, nhưng đây là tính cách do ông ta luyện thành, nhằm vào những thế lực từ hội trưởng lão trở xuống. Nếu quả thật đối mặt với đám quái vật lão chí tôn, ông không thể không cân nhắc biện pháp thỏa hiệp, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên nhìn không ra đại hòa thượng kia đang lo lắng, ta đến từ cái nơi tiên khí chi địa mà các ngươi hay nói, không có bối cảnh gì, càng không phải chí tôn hóa thân. Ta đến để đánh đám chí tôn các ngươi. Tiên khí chi địa. Long Tượng Thượng Sư nghe được cái tên này, đầu tiên là sững sờ, lập tức vô thức đánh giá Phù Diêu Tiên Tử, khó trách vừa rồi ta cảm thấy vị tiên tử này có chút quen mắt, thì ra là Tần Tiên Tử đã làm Đại Chí Tôn tức giận vạn năm trước. Ông ta đã là Đại Chí Tôn, Phù Diêu Tiên Tử ngược lại có chút ngoài ý muốn. Long Tượng Thượng Sư mỉm cười đắc ý, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, lại còn dám quay về liên minh tu tiên, quả thật tự tìm đường chết. Hạ Thiên lười biếng nói, bất kể ông ta là đại chí tôn hay là tên ngớ ngẩn nào đó, lần này chúng ta đến đây chính là để xử lý ông ta. Ha ha, đúng là dõng dạc, buồn cười thật. Long Tượng Thượng Sư cười rộ lên, ông ta vốn đang cho rằng Hạ Thiên có bối cảnh gì đó ghê gớm lắm, cho nên ông ta mới cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ ông ta biết được hắn có thù với đại chí tôn, ông ta cần chi phải cố kỵ nữa.
Nếu giết tiểu tử này, nói không chừng còn có thể được đại chí tôn ưu ái. Cười, cứ cười thoải mái. Hạ Thiên bình thản nói, về sau ngươi có muốn cười, đoán chừng chỉ có thể mỉm cười dưới cửu tuyền. Trong đầu Long Tượng Thượng Sư bỗng nhiên lướt qua một suy nghĩ, ta biết rồi, Tần Thiên Tử, Huyễn Nguyệt Tâm Trai Ngọc Nữ Công của các ngươi có một đặc điểm, nhất định phải cam đoan hoàn bích chi thân. Một khi bị phá thân, chín thành tu vi sẽ bị đối phương cướp đoạt. Tu vi của tiểu tử này không phải tăng vọt theo cách đó chứ. Nói xong, ông ta lại trào phúng thêm một câu, nếu sư phụ Huyễn Nguyệt của ngươi biết đệ tử mà mình liều mạng bảo vệ lại ủy thân cho một tiện tu ngoại vực, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức muốn leo ra khỏi mồ để thanh lý môn hộ. Suy đoán này không thể nói là đúng, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai. Hạ Thiên vốn có tu vi độ kiếp kỳ, chỉ là về sau hậu cung của hắn vì muốn thúc giục hắn mau chóng tu luyện nghịch thiên đệ bát châm, Dạ Ngọc Mị đã ép khô hơn phân nửa công lực của hắn, khiến hắn rơi xuống kim đan kỳ. Khi đến cực tiên mộ, hắn và Phù Diêu tiên tử kết hợp, nhờ thế hắn mới khôi phục lại độ kiếp kỳ, nhưng giữa bọn họ là tương hỗ thành tựu. Chỉ là chuyện này không thể nói rõ với người ngoài, cũng không cần thiết phải nói. Vù! Phù Diêu tiên tử không nói thêm câu nào, chỉ lấy ra thanh kiếm mà Chu Cửu Thần đã tặng chém về phía Long Tượng Thượng Sư. Một khắc này muôn hồng nghìn tía. Vô số bông hoa giống như phi hỏa lưu huỳnh không chút kiêng kỵ nở rộ bên trong dẫn kiếp thần cung. Huyễn Nguyệt kiếm pháp, Long Tượng Thượng Sư giật mình, liên tiếp thối lui về phía sau, không đúng, nếu là Huyễn Nguyệt, hẳn phải có ánh trăng trùng điệp, tại sao lại có hoa ở đây? Tiếp theo, không đợi ông ta kịp phản ứng, cổ đã xuất hiện một vết thương, máu bắn tung tóe. Kiếp lực hóa hình. Gương mặt Long Tượng Thượng Sư hiện lên sự kinh ngạc, ngươi không phải đã không còn hoàn bích chi thân sao? Tại sao ngươi lại có tu vi cao như vậy? Các trưởng lão khác cũng kinh ngạc không thôi, hoàn toàn nghĩ không ra quan khiếu bên trong. Vợ Phù Diêu, nàng không cần nghe tên ngớ ngẩn kia nói nhảm. Hạ Thiên tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phù Diêu tiên tử, thuận miệng trấn an. Phù Diêu tiên tử cười nhạt, chồng, chàng không cần lo lắng cho ta. Làm sao ta có thể bị mấy lời nói đó chọc giận được chứ? Vậy thì tốt rồi, Hạ Thiên cười nói, vợ Phù Diêu, nàng hãy nhìn ta xử lý lão lừa chọc đó xả giận cho nàng. Phù Diêu tiên tử gật đầu, vậy chàng nhanh lên, đừng lãng phí thời gian trên người loại phế vật đó. Các ngươi nhất định đã tu luyện tà ma công pháp ngoại đạo, tu vi mới có thể tăng vọt như vậy. Long Tượng Thượng Sư nghe xong, lửa giận một lần nữa đốt lên. Chỉ vào Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử, nếu các ngươi đã không biết sống chết, lão nạp sẽ tiến các ngươi về Tây Thiên, cũng tiện thay đổi nhi ngoan của ta báo thù rửa hận, đồng thời cũng giúp đỡ chính đạo liên minh tu tiên. Đang khi nói chuyện, hai tay của ông ta nhanh chóng kết xuất trưởng ấn. Lập tức, kim khí vô tận như nước thủy triều phun ra ngoài. Chịu chết đi. Phút chốc, hắn vỗ một trưởng về phía Hạ Thiên. Một trưởng này khí thế to lớn. Giống như trời sập, toàn bộ dẫn kiếp thần cung đều sụp đổ. Đám trưởng lão có mặt không khỏi biến sắc, vội vận kiếp lực hình thành bức tường phòng hộ, tránh bị tai họa. Không ổn rồi, đây chính là một thức mạnh nhất của phạm khí trưởng của Đại Hòa Thượng, Phật Quang Phổ Chiếu. Diệp Long Tượng xem ra đã thật sự nổi giận. Tiểu tử kia đã giết Ma Ha Tử, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Ban đầu ta tưởng rằng tiểu tử đó có lai lịch gì. Nghĩ không ra chẳng những không có lai lịch mà còn có khúc mắc với vị đại chí tôn. Xem ra lần này Long Tượng Thượng Sư chẳng những có thể mượn cơ hội thay đồ đệ báo thù, mà còn được đại chí tôn khen ngợi. Ngoại vực có thể xuất hiện một hai độ kiếp kỳ, đúng là không dễ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cực Tinh Tiên Ông nhìn thấy tình huống này, vội giãy giụa đứng dậy, nói với Chu cửu thần, người mau dẫn hai người bạn của ngươi tránh đi. Một trưởng này tuyệt đối không thể đón đỡ. Oanh! Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên đã nắm chặt nắm đấm đón nhận một trưởng kia. Một lát sau, một luồng khí kình vô hình nổ tan, quét sạch toàn bộ thần cung, mặt đất cũng nhanh chóng sụp đổ. Xong, xong rồi, Cực Tinh Tiên Ông chán nản ngã xuống đất, thất hồn lạc phách. Chu Cửu Thần vẫn có lòng tin với Hạ Thiên, sư phụ, người yên tâm đi. Thực lực của Hạ Thiên thâm bất khả chắc. Tuyệt đối sẽ không thua. Vô dụng thôi, Cực Tinh Tiên Ông lắc đầu, thở dài nói, chỗ lợi hại nhất của Phật Quang Phổ Chiếu thật ra không phải trưởng lực hùng hồn mà là hóa giải kiếp lực của đối thủ,
sau đó trả về gấp đôi. Cho nên, ứng đối tốt nhất chính là trốn, không tiếp trưởng. Một khi tiếp trưởng, hắn càng dùng sức, bản thân phản vệ lại càng lợi hại. Chu Cửu Thần nghe xong, sắc mặt không khỏi tái nhợt, vậy làm sao mà xử lý? Ngươi mau dìu ta, Cực Tinh Thiên Ông than nhẹ một tiếng, cẩn thận phân phó, bây giờ ngươi hãy lặng lẽ ra ngoài, nhanh chóng thông báo cho người của Tiên Luật Ti đến. Ta ở đây tìm thời cơ, cho dù liều mạng cũng phải cứu bọn họ. Sư phụ, Chu Cửu Thần có chút do dự, thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể, đừng nói nữa. Cực Tinh Thiên Ông nhìn chằm chằm đồ đệ của mình, vì sự biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi tuyệt đối đừng có loại suy nghĩ đó. Mặc dù Cực Tinh Tông chúng ta xuống dốc, nhưng khí phách không thể mất đi. Nếu bọn họ đã là bạn của ngươi, ngươi nhất định phải chống đỡ. Cho dù gom vào toàn bộ Cực Tinh Tông cũng không tiếc. Chu Cửu Thần im lặng cả nửa ngày, không biết trả lời như thế nào. Cực Tinh Thiên Ông lạnh lùng nói, khi ngươi nhập môn, ta đã nói với ngươi tôn chỉ của Cực Tinh Tông, bây giờ ngươi lặp lại lần nữa đi. Bờ môi Chu Cửu Thần phát run, vô tận đại đạo, Cực Tinh Tông ta độc tu một chữ nghĩa. Chỗ nào có đại nghĩa, cho dù có chết 9 lần cũng không do dự. Được rồi, đi thôi. Cực Tinh Thiên Ông chậm rãi đứng lên, nhấc trưởng vẫn chút kiếp lực còn sót lại vạch ra một vòng tròn, vi sư sẽ dạy cho ngươi một chiêu cuối cùng, tuyệt kỹ của Cực Tinh Tông ta, cả đời chỉ có thể dùng một lần, Tinh Trần Cực Sử. Giống, thanh khí vô tận từ trong vòng tròn tràn ra ngoài. Từng sợi thanh khí nhìn thì rất chậm, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử, bao bọc hai người lại. Cực Tinh Tử, ngươi muốn chết. Long Tượng Thượng Sư nhìn thấy. Lập tức giận không kềm được, quát to, ngươi có tin ngày sau ta sẽ diệt toàn bộ Cực Tinh Tông ngươi không? Mặc dù không có tác dụng quá lớn nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Vừa rồi, Hạ Thiên xác thực cảm thấy mình hơi lỗ mãng nhưng hắn cũng không bối rối. Hắn đã có biện pháp ứng đối, chỉ là phải hao phí không ít tinh lực. Hiện tại đã có Cực Tinh Thiên Ông hỗ trợ, hắn không cần phiền phức nữa. Này, lão lừa chọc, ngươi nên soạn trước di ngôn đi. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, băng hỏa kiếp lực nhanh chóng vận chuyển, chảy khắp toàn thân, một quyền này của ta đánh tới, ngươi nhất định phải chết. Sóng giạc, Long Tượng Thượng Sư tất nhiên không để Hạ Thiên trong lòng, ngươi cho rằng ta là ai? Ta chính là lão tổ của 80 vạn tăng chúng già Long Bảo Sát, trời sinh cơ thể kim cương bất hoại. Đừng nói một quyền, cho dù ngươi đánh ta một vạn quyền, lão nạp cũng không hề bị một chút tổn thương. Vậy thì thử đi. Hạ Thiên nhảy lên, vọt đến trước mặt Long Tượng Thượng Sư. Nắm đấm to bằng cái bát đánh tới cái đầu chọc của Long Tượng Thượng Sư. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà còn dám múa rìu qua mắt thợ. Long Tượng Thượng Sư bình thản không sợ. Ông ta quát khẽ một tiếng, áo tuột xuống, lộ ra thân hình vô cùng cường tráng, miệng lẩm bẩm. Đại uy thiên long, xâm la vạn tượng, kim cương bất hoại, chư pháp thôi không. Chỉ thấy một tầng ánh sáng vàng như mỡ tràn ra từ cơ thể, giống như một chiếc chuông đồng lộn ngược, lù lù bất động. Bành! Long Tượng Thượng Sư vừa niệm xong chú ngữ, nắm đấm của Hạ Thiên đã đánh tới. Một quyền này chẳng có hoa văn gì đặc biệt, chỉ là nắm đấm bình thường đánh vào kim trung cháo, dường như cũng không tạo nên gợn sóng gì. Chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi. Long Tượng Thượng Sư đợi một hồi, phát hiện không có chuyện gì xảy ra. Không khỏi cười nhạo, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh gì, thì ra chỉ là loại công tử bột. Nắm đấm này không dùng được đâu. Đừng nói là đánh vỡ cơ thể kim cương bất hoại của ta, ngay cả lồng khí kim quang của ta cũng không dung chuyển được. Thật sao? Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó thu hồi nắm đấm. Cạch! Một tiếng vang giòn, lồng khí kim quang của Long Tượng Thượng Sư trong nháy mắt vỡ nát, biến thành cho bụi, theo gió tiêu tán. Sao lại thế này? Ánh mắt Long Tượng Thượng Sư tràn ngập sự kinh ngạc không thể hiểu được, quả đấm của ngươi rõ ràng không có gì đặc biệt, cùng lắm chỉ có mấy phần kiếp lực. Vì sao ngươi lại có thể đánh nát lồng khí kim quang của ta? Như thế thì sao? Hạ Thiên nhếch miệng, hậu kình chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi cứ chậm rãi trải nghiệm đi. Ngươi bớt cổ lộng huyền hư ở đây đi. Long Tượng Thượng Sư không cảm nhận được mình có bất kỳ dị dạng nào. Lập tức cho rằng Hạ Thiên đang lừa ông ta. Lửa giận trong lòng ông ta lại tăng vọt, ngươi đừng tưởng rằng loại mánh khóe này có thể lừa gạt được lão nạp. Hãy ăn của ta một đại Phật trưởng.
nếu biết đối phương chỉ là cái xác giống miệng cọp gan thỏ, ông ta tất nhiên không cần lo lắng, nhấc trưởng đánh về phía Hạ Thiên. Phốc, chỉ là trưởng phong của ông ta còn chưa chạm phải góc áo của Hạ Thiên, ngực của ông ta đã tê dần. Ông ta há miệng phun ra một ngụm máu, cả người ngã bịch xuống đất. Sao lại thế này? Long Tượng Thượng Sư mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Vừa rồi ngươi cũng đã thấy đấy, ta cho ngươi một quyền. Hạ Thiên mỉm cười trả lời, hơn nữa ta còn có lòng tốt nhắc nhở ngươi, Hậu Kình chỉ vừa mới bắt đầu, ngươi lại không tin, còn có thể trách ai được chứ? Thế gian này làm sao có được loại quyền pháp đó chứ? Long Tượng Thượng Sư gầm lên, ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn khác, là thủ đoạn tà ma. Khó trách lại quỷ dị khó dò như vậy, xem ra lão nạp cũng không oan uổng cho ngươi. Hạ Thiên móc móc lỗ tai, không kiên nhẫn nói, ngươi không còn từ nào khác sao? Lúc nào cũng tà ma, chỉ bằng ngươi nghĩ ra mình nên được chôn ở đâu thì tốt hơn. Đoán chừng không cần cân nhắc, Phù Diêu tiên tử lên tiếng, cuối cùng ông ta cũng chỉ biến thành tro tàn, vĩnh viễn bị chôn vùi vào hư không. Chu Cửu Thần không khỏi mờ mịt. Vì sao hai người này lại có thể tự tin đến như vậy? Long Tượng Thượng Sư không phải tu tiên giả bình thường, làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại chứ? Trước nên nghĩ cách thoát khỏi hiểm cảnh thì hay hơn. Các trưởng lão khác vẫn đang quan sát, bọn họ đang chờ tình thế càng thêm sáng tỏ, sau đó mới thuận tiện chọn hàng để đứng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu tùy tiện đứng sang đội của Long Tượng Thượng Sư, chẳng may thủ đoạn của hai người kia thông thiên. Đến lúc đó, bọn họ khó thoát khỏi bị thanh toán cùng. Còn đứng vào đội của đôi nam nữ kia, lại hơi qua loa một chút. Dù sao lai lịch của bọn họ không rõ, Phù Diêu tiên tử còn có món nợ cũ còn chưa thanh toán, rất dễ bị lật xe. Tuy nhiên, bọn họ cũng cho rằng một quyền của Hạ Thiên không có gì lạ, không có khả năng tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Long Tượng Thượng Sư. Đơn giản chỉ là một số thủ đoạn đùa nghịch, nhưng lại khiến cho Long Tượng Thượng Sư bị thương rất nặng, đủ để hình thành một điều kiện bức Long Tượng Thượng Sư phải tiếp nhận đàm phán. Hạ Tiểu Hữu, Tần Tiên Tử, đừng nên bức bách quá mức. Cực Tinh Tiên Ông sợ tình huống vượt quá tầm kiểm soát, liền nhẹ giọng đề nghị, chỉ cần bức Đại Hòa Thượng chịu phục, sau đó chậm rãi thương lượng nên kết thúc như thế nào là được. Không cần, tên đầu chọc ngớ ngẩn này phải chết. Hạ Thiên bình thản như mây. Hơn nữa, ông ta chết rồi, rất nhanh sẽ chết hẳn. Cực Tinh Tiên Ông nghe xong, không khỏi hít một hơi khí lạnh, cũng không nói tiếp. Hừ, cục diện hôm nay không chết không thôi. Long Tượng Thượng Sư hiển nhiên cũng không tiếp tục đàm phán. Nếu như ông ta không thể đánh giết đôi nam nữ trước mắt, về sau ông ta còn uy vọng gì ở liên minh tu tiên nữa? Vợ Phù Diêu, không cần chú ý lão lừa chọc này. Chúng ta đi tìm Thiên Quỷ Vương đi. Hạ Thiên quay sang nhìn Phù Diêu tiên tử, nàng hỏi thăm quê hương của nàng như thế nào rồi. Nếu tên ngốc kia làm gì quê hương của nàng, chúng ta cùng nhau giết luôn. Phù Diêu tiên tử gật đầu. Ngươi tên cái gì la, cái gì cực cái gì tử đó. Hạ Thiên quay sang hỏi Cực Tinh Tiên Ông, được rồi, gọi ngươi một tiếng Chu tiền bối là được. Nơi này không phải còn có một tên ngốc tên Thiên Quỷ Vương sao? Tất nhiên là có, Cực Tinh Tiên Ông gật đầu. Tiện tay chỉ Thiên Quỷ Vương là nhân vật chính cho buổi độ kiếp ngày hôm nay. Bây giờ ông ta đang ở bên trong kết giới đằng sau tấm bình phong. Nói xong, ông đính chính lại với Hạ Thiên, ta tên Tề La Bố, đạo hiệu Cực Tinh Tiên Ông, người có thể gọi ta là Tề Trưởng Môn hoặc Cực Tinh Tử, ta không phải họ Chu. Tùy thôi, dù sao con của ngươi cũng họ Chu. Hạ Thiên thuận miệng nói, người có họ Chu hay không cũng chẳng liên quan. Cực Tinh Tiên Ông im lặng. Hắn là đệ tử của ta, không phải con trai của ta. Đó chính là chuyện của các ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phù Diêu tiên tử, lập tức bay đến đằng sau tấm bình phong. Long Tượng Thượng Sư thấy đôi nam nữ kia không nhìn ông ta tức đến mức muốn bể phổi, ngươi làm nhục ta quá đáng quá, vậy cũng đừng trách lão nạp vô tình. Ta sẽ độ các ngươi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong. Hai tay của hắn hợp thành chữ thập, cơ thể kim cương bất hoại một lần nữa giấy lên luồng khí tức màu vàng. Uy thế vô cùng trang nghiêm lan tràn ra. Vạn tăng duy ngã, bàn nhược chư Phật, tà ma lộng túy, trời Phật hàng phạt.
Cơ thể của ông ta nhanh chóng bành trướng, rất nhanh cơ thể của Long Tượng Thượng Sư đã cao đến mấy trăm trượng, kim quang như thác nước. Tất cả mọi người đều bị ánh sáng màu vàng chiếu xuống, cả linh hồn giống như bị nướng chín. 32 kim cương pháp tướng. Có trưởng lão nhận ra được chiêu thức này, đây chính là thiên sát phẫn nộ minh vương tướng bị xếp vào cấm thuật. Đại hòa thượng, người muốn làm gì? Trường mi lão tiên phát hiện không thích hợp, liền quát bảo ngưng lại, đồ đệ của ngươi cũng vì chuyện dùng cấm thuật kiệt lực mà chết, chẳng lẽ ngươi muốn dẫm vào bước xe đổ đó hay sao? Long Tượng Thượng Sư, người mau dừng tay. Người của tiên luật ti đang đến, đừng xúc động. Diệp Long Tượng, người muốn làm gì? Mau dừng lại. Các trưởng lão khác cũng có chút luống cuống. Ma Ha Tử sử dụng cấm thuật đã tiến đệ tử của bọn họ lên trời. Bây giờ Long Tượng Thượng Sư cũng muốn dùng cấm thuật, ai biết được có ảnh hưởng đến tính mạng của bọn họ hay không. Tất cả im miệng cho ta. Long Tượng Thượng Sư quát to một tiếng, ai dám ngăn ta trảm yêu trừ ma, thay đệ tử báo thù, vậy đừng trách lão nạp độ hóa người đó ngay tại chỗ. Đám trưởng lão kia chỉ thấy màng nhĩ của mình như muốn nổ tung, khí huyết chấn động đến sôi trào, ngay cả linh hồn cũng giống như muốn bật ra khỏi cơ thể, bất lực ngăn cản. Tà ma ngoại đạo, ăn của ta một trường. Long Tượng Thượng Sư vận bàn tay trái, đánh tới Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử. Trường lực như núi, từ trên trời giáng xuống. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn ôm Phù Diêu Tiên Tử bay về phía hướng kia. Cự trường đột nhiên ngừng lại. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong ánh mắt của Long Tượng Thượng Sư lộ ra sự nghi hoặc. Mặc kệ ông ta dùng sức ra sao, bàn tay của ông ta vẫn không cách nào vỗ xuống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Cái này sao có thể? Đám trưởng lão nhìn đến ngây người, nhịn không được hét lên. Các ngươi đang nhìn gì vậy? Long Tượng Thượng Sư phát hiện những người kia đều đang mở to mắt nhìn ông ta, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Ông ta cũng không nhìn được liền vận dụng thần thức liếc nhìn toàn thân, sau đó phát hiện trên đỉnh đầu của ông ta không biết từ lúc nào đã lõm xuống một cái hố. Một cái hố không to không nhỏ, vừa lúc bằng một nắm đấm. Tiếp theo, từng khe nứt bắt đầu mở rộng bên cạnh cái hố này. Gần như chưa đến một phần 10 giây, những khe nứt đó đã lan đến toàn thân. Pháp tướng kim thân khổng lồ trong nháy mắt vỡ nát. Long Tượng Thượng Sư từ trên không trung rơi xuống đất thật mạnh. Đỉnh đầu của ông ta vẫn còn in dấu một quyền ấn không lớn không nhỏ. Ngay cả xương sọ cũng bị đánh nát, cả người không còn khí tức. Lúc này, đám trưởng lão mới nhớ đến mấy câu của Hạ Thiên đã nói. Thì ra không phải hắn đang cố lộng huyền hư, càng không phải nói hưu nói vượt. Sau khi Long Tượng Thượng Sư chịu một quyền của Hạ Thiên, xác thực đã chết rồi. Tuy nhiên, quyền pháp quá huyền diệu, đến mức Long Tượng Thượng Sư vẫn chưa cảm nhận được ông ta đã chết. Giống như đao phủ kỹ năng cao siêu bổ một đao thật nhanh xuống hung phạm, nhưng cổ của hung phạm vẫn giống như lúc ban đầu. Tuy nhiên, chỉ cần hung phạm khẽ động, tơ máu trên cổ sẽ xuất hiện, đầu người tự dưng sẽ rơi xuống. Quyền pháp thật lợi hại. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hạ Thiên đã cùng với Phù Diêu Tiên Tử tiến vào kết giới sau tấm bình phong. Nơi này xác thực có một nam nhân thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, đang nhàn nhã ngồi trên ghế, cười như không cười nhìn Hạ Thiên và Phù Diêu Tiên Tử, dường như đã sớm có dự liệu. Ngươi chính là Thiên Quỷ Vương. Hạ Thiên nhìn người kia một chút rồi hỏi. Nam nhân có hai sừng nhẹ gật đầu, ta chính là Thiên Quỷ Vương, các ngươi tìm ta có việc gì? Đây chính là vợ của ta, Phù Diêu Tiên Tử. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi hẳn biết nàng là ai. Đồng thời cũng đoán được chúng ta tìm ngươi làm gì. Thiên Quỷ Vương một lần nữa gật đầu, đích thật là biết nhưng cũng không biết rõ cho lắm. Một vạn năm trước, ta bị người nào đó lừa gạt, tự nguyện bị biếm đến tiên khí chi địa. Phù Diêu Tiên Tử nói, điều kiện lúc đó chính là bảo toàn cho toàn bộ thần dân Phù Diêu giới, bất kỳ người nào cũng không được xâm phạm và khi dễ. Nhưng ngươi lại có ý định dùng người của Phù Diêu giới làm kiếp nô của ngươi, có chuyện này sao? Có, Thiên Quỷ Vương cười khẽ, khoảng một vạn năm trước, bổn vương đến liên minh tu tiên, trước sau vượt qua hai lần kiếp. Đáng tiếc đều không thành công, cũng may là không chết. Đây là lần thứ ba của ta, cũng là lần mà ta cảm thấy chắc chắn nhất. Nếu thành công, ta nhất định có thể phi thăng chân tiên giới,
không cần ở lại cái nơi rách nát này. Phù Diêu tiên tử lạnh lùng hỏi, người muốn phi thăng là chuyện của ngươi, tại sao lại bắt người của Phù Diêu giới ta xung làm kiếp nô chứ? Đương nhiên là vì gia tăng xác suất thành công. Thiên Quỷ Vương lơ đễnh nói, không chỉ lần này, hai lần trước cũng là dùng Phù Diêu giới. Không, thậm chí là bổn tông của ngươi, đệ tử của Huyễn Nguyệt Tâm Trai cũng được xung làm kiếp nô luôn. Đáng tiếc bọn họ không được việc, mới có một ngày đã không chịu nổi, bị thiên lôi đánh thành cho bụi. Tốt, rất tốt, gương mặt xinh đẹp của Phù Diêu tiên tử hiện lên sát khí, vậy hôm nay ngươi không cần độ kiếp nữa, bởi vì nó là ngày chết của ngươi. Không, ngược lại, ta cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của ta. Khóe miệng Thiên Quỷ Vương nhếch lên, ngạo nghễ nói, có hai người các ngươi làm kiếp nô, chỉ sợ sẽ làm ít công to, thậm chí một lần sẽ thành công. Ngươi sẽ không thành công đâu. Hạ Thiên lười biếng nói, thuộc về ngươi chỉ có một con đường. Ha ha, ta biết tiểu tử ngươi có chút thủ đoạn thần kỳ, nhưng ở trước mặt ta cũng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Thiên Quỷ Vương cười khẽ, cũng không để Hạ Thiên vào mắt. Hạ Thiên nói, đám ngớ ngẩn nói với ta như vậy nhiều lắm. Mộ phần của bọn họ tươi tốt đến độ có thể đốt luôn cả ngươi. Đúng là quỷ tự đại đến đáng thương. Thiên Quỷ Vương có chút khinh thường nhìn Hạ Thiên, thứ mà ngươi dựa vào cũng chỉ là nghịch thiên bát châm mà thôi. Lông mày Phù Diêu tiên tử cau lại, lạnh lùng nói, ngươi cũng biết nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ Phù Diêu, nàng đừng tin ông ta chẳng biết cái đếch gì cả. Ta chẳng những biết mà còn luyện qua. Thiên Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, cười nói, so với tiểu tử ngươi, ta còn luyện trước 7-8 ngàn năm. Ngươi không xứng xách giày cho ta. Ngươi luyện tuyệt đối không phải nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên khẳng định, hơn nữa ngươi cũng không có khả năng luyện được. Thiên Quỷ Vương nói, ta tu luyện công pháp còn cao cấp hơn nghịch thiên bát châm của ngươi nhiều, là nghịch thiên thần châm được ghi lại bên trong nghịch thiên chân kinh, chỉ có 3 thức. Sau đó, ông ta khinh bỉ bồi thêm, ngươi luyện nghịch thiên bát châm hơn phân nửa chỉ là phiên bản cấp thấp của người nào đó mà thôi. Mình học không được. Luyện không tốt thì nói công pháp không được. Hạ Thiên nhếch miệng, tên ngớ ngẩn ngươi không có khả năng có thành tựu gì cả. Vậy ta sẽ để ngươi xem một chút thành tựu của bổn vương. Sắc mặt Thiên Quỷ Vương trở nên âm trầm, bỗng dưng khoát tay, chỉ thấy dưới chân ông ta xuất hiện một luồng hắc vụ quỷ dị. Trong hắc vụ xuất hiện một khe nứt to lớn. Một khắc đó, Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử còn chưa lấy lại tinh thần, hai người đã ngã vào trong khe nứt. Không bao lâu sau, khe nứt đã đóng lại. Thiên Quỷ Vương nở nụ cười thỏa mãn, hỏi, không chỉ các ngươi mà còn có trưởng lão đến xem thiên kiếp, tất cả đều là kiếp nô tuyệt hảo. Nửa tòa thần cung còn lại cũng ầm ầm sụp đổ, lộ ra một vực sâu, dưới đáy có một quỷ vương to lớn đang chậm rãi dâng lên. Quỷ vương này có mấy phần tương tự với quỷ vương đã nhìn thấy ở Tiên Vân Đại Lục nhưng hình thể lớn hơn gấp 10 lần. Hạ Thiên, Phù Diêu tiên tử. Còn có Thiên Quỷ Vương đều đứng trên đỉnh đầu của quỷ vương này. Tất cả những người đứng bên ngoài bình phong thì được một tay của quỷ vương nâng lên. Trên một bàn tay khác có hơn 100 người bị một loại dây leo màu đen trói lại, không cách nào động đậy, cũng không mở miệng được. Thiên Quỷ Vương, ngươi muốn làm gì? Đám trưởng lão kia cũng phát hiện không ổn, liền vọt thẳng lên chất vấn Thiên Quỷ Vương, tại sao ngươi lại triệu hồi tượng quỷ vương to lớn bên trong dẫn kiếp thần cung thế? Đây không phải là tượng quỷ vương mà là tượng ma vương. Thiên Quỷ Vương mỉm cười đắc ý, có chút ngạo nghễ nói, còn là hỗn độn ma vương mà các ngươi sợ nhất. Đám trưởng lão kia quả nhiên luống cuống, sợ hãi không thôi, chỉ vào Thiên Quỷ Vương quát hỏi, ngươi, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải quỷ tộc, làm sao có thể gọi ra tượng ma vương? Chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của người kia? Sự việc lớn rồi, nhất định phải thông báo cho các chí tôn. Đám trưởng lão lập tức phi thân lên, trực trùng Vân Tiêu muốn rời khỏi dẫn kiếp thần cung nhưng rất nhanh đã bị một khí chướng vô hình ngăn cản. Thiên Quỷ Vương cười ha hả, lạnh giọng nói, các ngươi không cần hoảng, cũng không cần báo cáo, bởi vì nơi này đã bị ta kết thành tử giới. Cho dù đám chí tôn đó đến, muốn mở nó ít nhất cũng phải mấy ngày. Nghe xong, tất cả trưởng lão không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái gọi là tử giới cũng là một loại kết giới. Nhưng người ngưng kết ra loại kết giới này phải ôm một tín niệm hẳn phải chết mới ngưng kết thành. Một khi kết thành,
không có ngoại lực cường đại can thiệp, trên cơ bản chỉ có người trong kết giới đều chết mới có thể tiêu mất. Tử giới, Thiên Quỷ Vương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chúng ta chẳng có thâm cừu đại hận gì với ngươi, ngươi cần chi phải làm mấy chuyện này? Chúng ta có lòng tốt đến tham gia đại điển độ kiếp của ngươi, ngươi lại đối đãi với chúng ta như vậy. Ngươi mới thật sự là tà ma. Ngược lại Cực Tinh Tiên Ông bỗng nghĩ đến một điểm mấu chốt, không đúng, chỉ dựa vào một mình ngươi, làm sao có thể kết được tử giới chứ? Những người khác không khỏi lấy lại tinh thần. Đúng là như vậy. Thực lực của Thiên Quỷ Vương cho dù ở hội trưởng lão cũng chỉ là tiêu chuẩn trung đẳng, làm sao có thể kết được tử giới vây khốn bọn họ chứ? Chỉ dựa vào ta đương nhiên là không được rồi, cũng may có các ngươi hỗ trợ. Thiên Quỷ Vương cười khẽ, ánh mắt tràn ngập sự mỉa mai, kiếp lực và linh khí dùng để ngưng kết tử giới thì còn dễ nói, quan trọng là phải thỏa mãn những yếu tố còn lại, ví dụ như sát ý, huyết khí, chiến đấu, kiếp lực, nhưng quan trọng nhất chính là tu tiên giả độ kiếp kỳ tử vong. Gương mặt đám trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ Thiên Quỷ Vương ngay từ đầu đã dự đoán được hết thảy? Những điều kiện này rất khó hoàn thành lúc ban đầu. Trước kia ta cũng chỉ muốn chơi trò tà ma xâm lấn, sau đó dẫn phát một trận đấu quy mô nhỏ. Ai biết được các ngươi lại cho ta một kinh hỉ thật lớn. Bây giờ đã chết một thần quân, một trưởng lão, kết giới này lại càng thêm kiên cố. Thiên Quỷ Vương vừa nói vừa khu động hắc vụ cuồn cuộn bắt lấy những trưởng lão đang tránh né xung quanh, sau đó trói trên lòng bàn tay tượng ma vương, các ngươi không cần nhục chí. Một lát nữa, các ngươi sẽ trở thành kiếp nô của ta, chứng kiến ta trực tiếp phi thăng chân tiên giới. Cho dù các ngươi chết, hẳn cũng có được chút vinh dự. Thiên Quỷ Vương, ngươi làm như thế không sợ bị hội chí tôn chế tài sao? Không sai, dám ra tay với chúng ta, ngươi có nghĩ đến kết quả của tộc nhân của ngươi hay không? Nếu thức thời thì mau chóng thu tay lại, có lẽ ngươi có thể còn sống. Nếu chậm thêm chút nữa, chỉ sợ ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi đang có tiền đồ tốt đẹp ở liên minh tu tiên, không cần thiết phải phạm sai lầm như vậy. Thiên Quỷ Vương nghe những người này nói, không khỏi cảm thấy có chút bực bội, tất cả im miệng cho ta. Bổn vương lười nghe các ngươi nói nhảm, lần này độ kiếp, hoặc thành công, hoặc chết. Nếu thành công, ta sẽ phi thăng chân tiên giới, còn sợ chí tôn nào nữa. Nếu ta thất bại, vậy thì chết thôi, lại càng không cần phải sợ. Về phần tộc nhân, bọn họ sống hay chết liên quan gì đến ta? Hơn nữa, nếu ta thất bại, người trong tử giới đều phải chôn cùng. Đến lúc đó, ai biết là ta làm chứ? Nghe xong, đám trưởng lão không còn lời gì để nói. Thiên Quỷ Vương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ vẫn còn một nghi ngờ, Thiên Quỷ Vương chuẩn bị mọi thứ bên trong dẫn kiếp thần cung, vì sao không có ai phát hiện? Tượng ma vương to lớn như thế cũng không thể làm trong một hai ngày. Có phải các ngươi cảm thấy rất kỳ lạ vì sao không có ai phát hiện được bố trí của ta? Thân hình Thiên Quỷ Vương nổi lên hắc quang quỷ dị, không ngừng hấp thu năng lượng người trên hai bàn tay, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nói, ta đương nhiên có đồng bọn. Đồng bọn thứ nhất chính là Khôi Thủ trưởng lão. Không có hắn, việc ta làm đã sớm bị Tiên Luật Ti phát hiện rồi. Cái gì? Khôi Thủ trưởng lão cùng một bọn với ngươi. Đám trưởng lão kia vạn lần không nghĩ đến thủ vệ phụ trách dẫn kiếp thần cung lại là nội ứng của Thiên Quỷ Vương. Khôi Thủ, vì sao ngươi phản bội hội trưởng lão, làm chó cho Thiên Quỷ Vương vậy? Giữa không trung, một mặt người to lớn hiện ra, lộ ra nụ cười giễu cợt, ta xưa nay không làm việc cho Thiên Quỷ Vương, mà là vì Hỗn Độn Ma Vương có thể quay về nhân gian. Hẳn ngươi là, Cực Tinh Tiên Ông lập tức lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói, người mới là gian tế do tà ma phái đến. Ha ha, Khôi Thủ trưởng lão khẽ cười một tiếng, cho dù bây giờ ngươi biết cũng vô ích. Hỗn Độn Ma Vương đã sớm bị chôn vùi mấy vạn năm, làm sao có thể quay về nhân gian? Trường Mi lão tiên hừ lạnh, các ngươi đã tính toán sai rồi. Khôi Thủ trưởng lão cười hắc hắc, dường như đã sớm có chuẩn bị đối với vấn đề này, bản tướng Hỗn Độn Ma Vương xác thực đã sớm bị chôn vùi. Nhưng hắn đã chuyển thế hơn 2 vạn năm trước, đồng thời cũng đã xuất hiện qua. Ngươi nói là Dạ Đế, con ngươi Cực Tinh Tiên Ông co rụt lại, có chút kinh ngạc nói, các ngươi muốn phục sinh Dạ Đế. Dạ Đế chưa chắc đã chết. Thiên Quỷ Vương lắc đầu,
nghiêm túc đính chính, ta chỉ mượn dùng con đường của hắn năm đó để độ kiếp phi thăng. Nếu hắn không chết, tất nhiên sẽ bị dẫn ra. Các ngươi đúng là điên. Trường Mi lão tiên cau mày, các ngươi có biết năm đó Dạ Đế đã phạm vào ác nghiệt gì ở liên minh tu tiên hay không? Nếu hắn bị dẫn ra, tuyệt đối sẽ dẫn phát một hạo kiếp rất lớn. Thiên Quỷ Vương nhún vai, khinh thường nói, điều này chẳng liên quan gì đến ta. Nếu hắn xuất hiện, khi đó ta đã ở chân tiên giới. Nếu không xuất hiện, ta và các ngươi đều bị thiên kiếp đánh chết rồi. Ngươi đúng là vô sỉ không ai bằng. Cực Tinh Thiên Ông không cách nào tán đồng quan niệm này, vì tư lợi thì không nói, cho dù mình chết, lại còn muốn đẩy tai họa còn sót lại cho người khác. Tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói. Thiên Quỷ Vương ngạo nghễ, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, chậm rãi thở ra một hơi, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta ngẩng đầu nhìn Khôi Thủ Trưởng Lão, có thể bắt đầu rồi. Khôi Thủ Trưởng Lão bỗng dưng há miệng, phun ra một luồng chất lỏng màu đỏ như máu, một mùi tanh xông vào mũi. Máu chảy cuồn cuộn, ngưng tụ thành một quả cầu giữa không trung, giống như một mặt trời màu đỏ. Thiên Quỷ Vương ngước mắt nhìn quả cầu màu đỏ, tâm trạng càng lúc càng hưng phấn, hấp thu năng lượng trên người người khác cũng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Đám trưởng lão đó có thể dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được gầy gò xuống. Chu Cửu Thần công lực hơi yếu đã nằm dạp xuống đất, khí tức trở nên yếu ớt. Nhưng hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử, Hạ Thiên và Tần tiên tử, bọn họ không sao chứ. Giữ nhiều lành ít, Cực Tinh Thiên Ông lắc đầu không thôi, những người như chúng ta, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Những trưởng lão còn lại hiển nhiên cũng bị dây leo màu đen quỷ dị trói buộc càng lúc càng chặt. Kiếp lực, huyết khí, linh hồn bên trong cơ thể đã bị Thiên Quỷ Vương hấp thu hơn phân nửa, hiển nhiên không thể phản kháng. Cơ thể Thiên Quỷ Vương dần dần bành trướng, toàn thân cao thấp hiện lên một quang trạch thần diệu. Kiếp khởi. Bỗng dưng, ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, quát to, tới đi, hôm nay Thiên Quỷ Vương sẽ phá thiên kiếp, phi thăng chân tiên giới. Lúc này, bên trên vân tiêu bỗng dưng ngưng tụ lôi vân cuồn cuộn, nặng nề như một khối sắt. Một khí thế khó nói nên lời như chiều dâng, quét sạch bốn phương tám hướng. Xoẹt! Lôi ý bên trong tầng mây còn sót lại một luồng, bổ thẳng vào người Thiên Quỷ Vương. Bên trong kiếp lôi ẩn chứa uy lực vô tận, trải qua dây leo vô tận, phân tán đến người kiếp nô. A! À, đám trưởng lão bị trói phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đau đến không thể khống chế được. Lôi kiếp, duy nhất một lần là đủ, không cần từng nhóm. Thiên Quỷ Vương đưa tay phóng ra một luồng hắc quang, trực trùng vân tiêu. Quả nhiên, bên trên vân tiêu giống như mở cống vỡ đê. Tất cả lôi điện đều ngưng lại, biến thành một quả cầu kiếp lôi to bằng một tinh cầu, chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt của đám trưởng lão lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cũng đã từng vượt qua thiên kiếp, nhưng đều tiến hành phân lượt. Ngắn ít nhất cũng phải 7 ngày 7 đêm, dài thì thậm chí chia thành mấy năm. Thiên Quỷ Vương đúng là phát rồ. Ông ta muốn một lần duy nhất độ xong lôi kiếp. Đây thật sự là biến thái đến cực điểm. Cho dù tự tìm đường chết cũng không phải kiểu chết như vậy. Đáng tiếc, các trưởng lão đều là thịt cá trên dao thớt, chỉ có thể mặc cho người ta bài bố, tiếp nhận đa số tổn thương thay Thiên Quỷ Vương. Đúng vào lúc này, một giọng nói lười biếng vang lên. Ngươi không độ được kiếp đâu. Ngươi không xứng độ kiếp, ngươi chỉ xứng đi chết. Xem ra nghịch thiên bát châm của ngươi xác thực luyện không tệ. Thiên Quỷ Vương nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên nụ cười trào phúng, không biết ngươi đã luyện đến châm thứ mấy. Hạ Thiên đáp, nếu ngươi đã luyện qua, ngươi nên biết ta đã luyện đến châm thứ mấy, cũng sẽ không hỏi mấy vấn đề ngu ngốc này. Ngươi có thể nói ra những lời đó. Nói rõ lý giải của ngươi đối với nghịch thiên bát châm cũng chẳng có gì đặc biệt. Thiên Quỷ Vương cười khẽ, nói với Hạ Thiên, có cần ta nói công pháp của nghịch thiên bát châm cho ngươi biết không? Nói không chừng ngươi sẽ có cơ hội phản sát ta. Muốn giết ngươi không cần phải phiền phức như vậy. Giữa ngón tay Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, bây giờ ta có thể xử lý ngươi. Thiên Quỷ Vương mỉm cười, đưa tay chỉ lên trên, lôi kiếp sắp đến. Bổn vương cũng chẳng rảnh mà phản ứng ngươi, ngươi nên ngẫm lại nên tránh lôi kiếp chi uy này như thế nào đi. Bằng không, ngươi và vị Phù Diêu tiên tử kia sẽ trực tiếp bị lôi kiếp đánh chết.
Hạ Thiên đương nhiên cũng nhìn thấy quả cầu lôi điện cực lớn đang nhanh chóng hạ xuống trên đỉnh đầu. Chồng, nếu không trước nghĩ cách tránh một chút, Phù Diêu tiên tử cũng hiển lộ thân hình, đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt ngưng trọng, lôi kiếp đúng là không phải nói đùa. Chỉ cần mất tập trung một chút sẽ rất dễ mất mạng. Vợ Phù Diêu, không cần lo lắng, Hạ Thiên đã có nắm chắc trong lòng. Trong quá trình tu luyện nghịch thiên bát châm, những châm trước hắn trên cơ bản không gặp bình cảnh quá lớn, ngược lại còn rất thuận lợi, nhất là châm thứ tư, gần như không tốn thời gian. Đến châm thứ năm, châm thứ sáu, thậm chí châm thứ bảy, Hạ Thiên rốt cuộc đã gặp chút trở ngại. Hắn đã hai lần đứng ở châm thứ bảy, từ đầu đến cuối vẫn không thấy cái bóng của châm thứ tám. Lần đầu tiên tu luyện đến châm thứ bảy, hắn cảm thấy chỉ cần tiếp tục đi theo phương pháp trước đó, không ngừng trị bệnh cứu người, nâng cao độ thuần thục của nghịch thiên bát châm, sau đó dựa vào song tu, sớm muộn gì sẽ đột phá châm thứ tám, đó cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, 12 năm trôi qua, hắn vẫn không hề có dấu hiệu đột phá như cũ, sau đó Dạ Ngọc Mị còn ép khô tu vi của hắn, để hắn phải tu luyện lại lần nữa. Bây giờ, hắn đã tu luyện đến châm thứ bảy, trải qua trận chiến với đám người Võ La Thần Quân, tiếp nhận hơn phân nửa tu vi của Phù Diêu tiên tử, Hạ Thiên đã ý thức được điểm mấu chốt trong đó. Châm thứ tám tuyệt đối có liên quan đến thiên kiếp. Nhưng bây giờ hắn không thích hợp trực tiếp độ kiếp, cũng không phải vì hắn sợ thất bại mà là hắn không nghĩ đến việc đi đến chân tiên giới gì cả. Suy nghĩ của hắn chính là trước học xong nghịch thiên bát châm, có thể tùy ý giúp nữ nhân của hắn có năng lực phi thăng chân tiên giới, sau đó mọi người cùng nhau rời đi. Hắn không thể độ kiếp, lại phải dùng thiên kiếp tôi luyện mới có thể đột phá châm thứ 8. Hiện tại không phải là cơ hội sao? Thiên quỷ vương dẫn đến lôi kiếp vừa lúc thỏa mãn điều kiện của Hạ Thiên. Đã như vậy, chính chủ thiên quỷ vương lại càng không thể không chết. Ngươi muốn giết ta, thiên quỷ vương nhận ra sát khí trong mắt Hạ Thiên, thoáng có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn độc chiếm lôi kiếp lần này. Hạ Thiên hờ hững nói, giết tên ngớ ngẩn ngươi chẳng có liên quan gì đến thiên kiếp. Không có thiên kiếp, ngươi cũng phải chết. Ta hiểu rồi. Thiên quỷ vương bừng tỉnh, nghịch thiên bát châm của ngươi bị đụng bình cảnh, ngươi muốn dùng thiên kiếp để xem thử có đột phá được hay không. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi không thể yên lặng đi chết sao? Ngươi rất thông minh nhưng cũng rất ngu. Thiên quỷ vương lắc đầu, vẻ mặt khinh thường, nếu những người khác độ kiếp, ngươi ở bên cạnh có lẽ còn có thể thu hoạch được không ít. Nhưng bổn vương thì khác, lôi kiếp lần này tập trung tất cả định số, ngưng tụ thành thiên lôi hạo kiếp, một lần duy nhất đánh xuống. Với tu vi của ngươi bây giờ, hoàn toàn không chịu được. Hạ Thiên lạnh nhạt nói, đỡ được hay không? Ngươi nói không tính, ta nói mới tính. Được, ta cho ngươi cơ hội. Thiên quỷ vương cười khẽ, nói với Hạ Thiên, thiên lôi hạo kiếp còn 10 giây nữa sẽ hoàn toàn bộc phát. Ngươi chỉ có thể giết ta trong lúc này mới có cơ hội nghênh đón thiên kiếp. Cũng không cần, bởi vì ngươi đã chết. Hạ Thiên nhanh chóng thu hồi ngân châm, hờ hững nhìn quả cầu lôi điện to lớn trên đỉnh đầu, ta chỉ cần đối phó quả cầu trên đỉnh đầu này là được rồi. Thiên quỷ vương biến sắc. Vô thức sờ lên ngực của mình, cảm nhận được chút ướt át. Ông ta mở tay ra xem, rõ ràng là máu đen. Lập tức, hắc vụ trong cơ thể của ông ta nhanh chóng tràn ra ngoài. Ông ta kinh hãi hỏi, người đâm chúng ta từ khi nào thế? Khi người còn đang nói nhảm, Hạ Thiên nhếch miệng. Không thể nào, thiên quỷ vương quả quyết lắc đầu, bổn vương vẫn luôn ngưng thần đề phòng. Hồn cực ma cương cũng luôn mở ra. Cho dù chí tôn đến cũng không có cơ hội phá hỏng phòng ngự của ta chứ đừng nói chi là ngươi. Hạ Thiên cười nói, ma cương gì đó của ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng như vậy thì sao? Chúng chiêu thì chính là chúng chiêu, ngươi cứ yên lặng đi chết là được. Ta hiểu rồi, trong đầu thiên quỷ vương hiện lên một ý niệm, ngươi tiến ra đằng sau tấm bình phong, trực tiếp châm cho ta một châm, sau đó khi ta dùng ma vụ nuốt các ngươi, ngươi đã phát động uy lực của một châm đó. Ngân châm mà ngươi lộ ra vừa nãy chẳng qua chỉ là chướng pháp nhãn mà thôi. Hạ Thiên nói, ngươi cũng rất thông minh, nhưng bây giờ ngươi nói cái này có hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, bổn vương trước chém ngươi. Thiên quỷ vương quát một tiếng, cơ thể nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt, cưỡng ép đè xuống hắc vụ đang tràn ra, gọi ra một thanh đao, sau đó vung mạnh về phía Hạ Thiên. Chấm. Lúc này,
quả lôi cầu to lớn trên bầu trời càng lúc càng gần. Uy áp khổng lồ cũng càng lúc càng nặng, trưởng lão tu vi kém, còn có tu tiên giả bị trói để làm kiếp nô cũng bắt đầu có dấu hiệu thần hồn bị hỏng mất. Phù Diêu tiên tử biết Hạ Thiên không cần nàng hỗ trợ, cho nên đã sớm bay đến tay phải của Ma Vương. Nàng lấy hoa khuyết kiếm ra, sử dụng một thức nguyệt ảnh trọng trọng chặt đứt hồn tỏa của những người kia. Đây là huyễn nguyệt kiếm pháp. Ngươi là, một tu tiên giả lớn tuổi mở to mắt, nhìn về phía Phù Diêu tiên tử. Phù Diêu tiên tử thản nhiên nói, ta chính là Phù Diêu tiên tử Tần Sơ Tuyết. Thì ra là Phù Diêu lão tổ, vãn bối khấu tạ lão tổ, đa tạ lão tổ đã cứu mạng. Tu tiên giả lớn tuổi lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, vãn bối Tần Trường Khanh, là trưởng môn đời thứ 9 của huyễn nguyệt tâm trai, tu vi hợp thể kỳ. Phù Diêu giới chúng ta bị thiên quỷ vương tai họa mấy ngàn năm, nhân tài tàn lụi, đã lâu rồi không có nổi một tu tiên giả độ kiếp kỳ. Phù Diêu lão tổ đã trở về, phải chăng là để trọng trấn huyễn nguyệt tâm trai, sau đó. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Phù Diêu tiên tử ngắt lời ông ta, sau đó quay sang nói với những người khác, lôi kiếp sắp đến, các ngươi ở đây không an toàn. Ta sẽ truyền tống các ngươi đến một nơi khác, đến đó, tất nhiên sẽ có người tiếp ứng. Nhớ kỹ, khi đến bên đó, hết thảy nghe theo người kia sắp xếp. Muốn trọng trấn huyễn nguyệt tâm trai. Có thể sang bên đó bồi dưỡng người mới. Vâng, hết thảy nghe theo Phù Diêu lão tổ sắp xếp. Tu tiên giả lớn tuổi đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Những người có thực lực yếu hơn tất nhiên lại càng không có ý kiến. Phù Diêu tiên tử nhìn thoáng qua lôi cầu trên đỉnh đầu, không kịp đánh giá, lập tức khởi động thần thức bắt được tọa độ của tiên vân đại lực, sau đó vận kiếp lực trước truyền tống những người còn sống của Phù Diêu giới sang đó. Khi bọn họ đến Tiên Vân Đại Lục, tất nhiên sẽ gây sự chú ý cho nhóm người Nguyệt Thanh Nhã. Chỉ cần hỏi thăm qua một chút, bọn họ hẳn sẽ biết được dụng ý của nàng. Về phần những người này đến Tiên Vân Đại Lục có nghe lời hay không, điều này càng không cần nàng phải lo lắng. Nhóm người Nguyệt Thanh Nhã đều là độ kiếp kỳ. Thời gian trước nhờ song tu với Hạ Thiên thu được kiếp lực, đối phó với những người này chỉ bằng bữa ăn sáng. Huống hồ! Phù Diêu tiên tử cũng tin tưởng bọn họ sẽ không làm loạn. Lúc này, đám trưởng lão liên minh tu tiên ở bàn tay trái nhìn không vừa mắt, vội ra lệnh cho Phù Diêu tiên tử, này, Tần Sơ Tuyết, ngươi còn không mau chặt đứt hồn tỏa trên người chúng ta. Sống chết của các ngươi có liên quan gì đến ta? Phù Diêu tiên tử hừ lạnh một tiếng, không thèm quan tâm đến bọn họ. Phù Diêu tiên tử, tất cả con dân của Phù Diêu giới các ngươi đều có tội trên người. Chỉ cần chúng ta báo cáo lại cho tiên luật ti, cho dù ngươi truyền tống bọn họ đến chân trời, cũng khó mà thoát tội như cũ. Mau giải cứu chúng ta, bằng không, dựa vào hai người các ngươi cũng không gánh được thiên lôi hạo kiếp. Ngươi muốn chết sao, còn không mau đến cứu chúng ta. Không thả chúng ta ra, chúng ta chắc chắn sẽ báo cáo lại chuyện ngươi tự tiện truyền tống tội dân ra ngoài. Đây cũng là một tội lớn. Phù Diêu tiên tử do dự một chút. Sau đó dùng kiếm trong lòng bàn tay, vung ra hai luồng kiếm mang chém đến. Đám trưởng lão không khỏi thả lỏng, dù sao Phù Diêu tiên tử cũng rất thức thời. Chỉ là hai luồng kiếm mang kia chỉ chém đứt hồn tỏa trên người Cực Tinh Tiên Ông và Chu Cửu Thần. Hai người các ngươi nhớ tìm một chỗ tránh đi, Phù Diêu tiên tử nói, có thể sống sót hay không, toàn bộ nhờ vào các ngươi. Cực Tinh Tiên Ông vốn đã xem nhẹ sinh tử, không cần tránh. Nếu ngươi và Hạ Tiểu Hữu có cách giải quyết lôi cầu, chúng ta tất nhiên có thể sống. Nếu các ngươi thất bại, chúng ta tất nhiên không gánh được sự uy của thiên kiếp, cũng sẽ chết thôi. Vậy thì tùy các ngươi. Phù Diêu tiên tử cũng không nhiều lời, âm thầm vận tất cả kiếp lực đưa mắt nhìn quả lôi cầu đang gần trong gang tấc. Một bên khác, Hạ Thiên đã một quyền đánh nát trường đao của Thiên Quỷ Vương, lại một quyền đánh trúng mặt của ông ta. Thiên Quỷ Vương ngã xuống. Chìm vào lòng đất, không thấy bóng dáng đâu. Hạ Thiên cũng không chậm trễ, cả người vọt lên không trung, thậm chí cũng không kịp nói với Phù Diêu tiên tử. Quả lôi cầu to lớn tản ra điện xà lôi long, đánh cho dẫn kiếp thần cung đến thất linh bát lạc. Mau xông vào giải quyết lôi cầu kia. Hạ đạo hữu, toàn bộ nhờ ngươi. Nếu ngươi thất bại, chúng ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhanh đi, bằng không. Ngươi chính là tội nhân của liên minh tu tiên. Lúc trước,
đám trưởng lão đó chỉ ước Hạ Thiên đi chết đi, bây giờ bọn họ lại kỳ vọng Hạ Thiên có thể đánh tan lôi cầu to lớn đó. Phiền phức quá, đám ngớ ngẩn các ngươi đi chết đi. Hạ Thiên lười nghe những người này nói nhảm ở đây, lập tức dùng ngân châm câu lên một tia chớp, sau đó nhấn xuống bọn họ. Xoẹt! Một luồng sấm sét to lớn trong chớp mắt đánh trúng bàn tay trái của Ma Vương. Đám trưởng lão đang kêu gào lập tức bị đánh ra ngoài, không còn tiếng động nào nữa. Lôi kiếp đúng không, ngươi tốt nhất nên có tác dụng với nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên lẩm bẩm một câu, sau đó hắn phi thân vào trong quả lôi cầu. Bù! Một giây sau, lôi cầu to lớn mang theo Hạ Thiên biến mất không thấy. Toàn bộ dẫn kiếp thần cung lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Gương mặt Phù Diêu tiên tử hiện lên sự nghi ngờ. Cho đến bây giờ, nàng chưa từng nhìn thấy lôi kiếp biến mất, nhất thời không rõ ràng tình huống như thế nào. Hẳn là có chí tôn ra tay. Cực tinh thiên ông do dự một chút, sau đó nói ra suy đoán của mình, người đó đã rời lôi kiếp, còn có Hạ tiểu hữu đi nơi khác. Về phần đi nơi nào thì ta không biết. Chí tôn nào? Phù Diêu tiên tử hỏi. Ta cũng không biết nữa. Đầu tiên, cực tinh tiên ông lắc đầu, sau đó lại có chút không xác định, có thể là quảng lực chí tôn. Mà không, bây giờ phải gọi là quảng lực đại chí tôn. Thời gian trước ông ta đã tấn giai, cách chân tiên chỉ có một bước. Nghe được cái tên này, lông mày Phù Diêu tiên tử cau chặt, ông ta chính là quảng lực đại trưởng lão vạn năm trước. Không sai, chính là ông ta. Gương mặt cực tinh tiên ông hiện lên sự kinh ngạc, nhưng khi nhìn Phù Diêu tiên tử, ông lập tức nhớ lại một số chuyện xưa, khoảng 8.000 năm trước, ông ta phát hiện một tàn khư chân tiên, nghe nói là từ đó thu hoạch được rất nhiều thiên tài địa bảo. Cho nên thực lực của ông ta mới tăng lên chí tôn. Năm ngoái thì tấn thăng thành đại chí tôn. Lông mày Phù Diêu tiên tử cau chặt, gương mặt xinh đẹp hiện lên sát ý. Năm đó, người này vì muốn cưỡng ép nàng làm thị thiếp không thành, vì thế ông ta đã biếm nàng đến tiên khí chi địa. Chỉ là năm đó ông ta vẫn chỉ là quảng lực đại trưởng lão. Nghĩ không ra chỉ trong một vạn năm ngắn ngủi, người này đã thu hoạch được kỳ ngộ, trực tiếp nhảy lên hai giai, trở thành đại chí tôn. Cứ như vậy, hy vọng báo thù của nàng không khỏi giảm bớt mấy phần. Quan trọng nhất chính là, người này bỗng nhiên rời Hạ Thiên và lôi kiếp đi, rốt cuộc là muốn cái gì? Bây giờ, liên minh tu tiên có hai vị đại chí tôn. Chu Cửu Thần bổ sung, một vị là đại chí tôn thần hoàng đã tấn thăng 10 vạn năm trước. Ông ta đã có hơn 2 vạn năm không lộ diện. Nghe nói, thật ra ông ta đã sớm đạt đến chân tiên cảnh, chỉ là cố ý áp chế cảnh giới của mình, cưỡng ép ngưng lại tại liên minh tu tiên. Một vị khác chính là quảng lực đại chí tôn Hạ Vô Kỵ, xuất thân Phật môn. Trước kia ông ta là truyền kinh đại trưởng lão của hội trưởng lão. Thật ra, Già Long Bảo Sát, còn có Phạn Thiên Kiếm Tông đều là môn phái dưới trướng của ông ta. Phù Diêu tiên tử thản nhiên nói, ta biết ông ta có lai lịch gì, chỉ là không nghĩ đến ông ta lại tấn thăng nhanh như vậy. Tần tiên tử, ân oán của ông ta cũng có thể hiểu biết một hai. Cực tinh tiên ông do dự mấy giây, vẫn không nhịn được mà khuyên, ngươi và Hạ tiểu hữu đã cứu sư đồ chúng ta, ân này không thể không báo. Mặc dù thực lực của cực tinh tông ta suy giảm, nhưng cũng không phải không có sức đánh một trận. Nếu ngươi có cần chúng ta tuyệt không nói hai lời. Phù Diêu tiên tử cũng không khách sáo, nói thẳng, nói cho ta biết, trụ sở của ông ta ở đâu. Các ngươi không cần phải theo ta đến đó. Cực tinh thiên ông nhìn ra được Phù Diêu tiên tử bắt buộc phải làm. Cho dù không phải báo thù, vì Hạ Thiên thì nàng cũng phải đi tìm quảng lực đại chí tôn này thôi. Tần tiên tử, ngươi đã xem thường cực tinh tử ta rồi. Cho dù đi chịu chết, ta cũng cần phải đi. Không đợi Phù Diêu tiên tử nói cái gì, ông lại giải thích, mấy năm qua, quảng lực đại chí tôn làm không ít chuyện ngang ngược ở liên minh tu tiên, nhưng thực lực của ông ta quá mạnh, đồ chúng vô số. Cực tinh tông ta thế nhỏ lực mỏng, cho nên vẫn cố chịu đựng. Bây giờ, chúng ta nhìn thấy hành vi của đám người Long Tượng Thượng Sư, biết đuôi to khó vẫy. Cho nên, cho dù không phải vì báo ân cứu mạng của Tần tiên tử, nhưng vì tương lai của liên minh tu tiên, cắt bỏ khối u ác tính đó cũng là việc bắt buộc phải làm. Dựa vào sư đồ hai ngươi mà muốn loại bỏ một vị đại chí tôn. Phù Diêu tiên tử không phải đang giễu cợt, chẳng qua nàng cảm thấy nó như một trò đùa. Yên tâm đi,
người bất mãn với Quảng Lực Đại Chí Tôn trong liên minh tu tiên cũng không phải số ít. Ánh mắt Cực Tinh Tiên Ông sáng lên sự kiên định, bọn họ cũng đang chờ một cơ hội. Hôm nay, vừa lúc chúng ta có thể mượn chuyện của Long Tượng Thượng Sư và Ma Ha Tử, còn có Thiên Quỷ Vương để liên lạc với những người khác. Đó là chuyện của các ngươi. Phù Diêu Tiên Tử nói, ta cũng không có thời gian chờ các ngươi. Cực Tinh Tiên Ông lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Chu Cửu Thần, dặn dò Cửu Thần, người mang theo trưởng lão lệnh của Vi Sư cùng với Tần Tiên Tử đến thiên hà giới của Hội Chí Tôn. Nếu có tuần giới tiên vệ kiểm tra, cứ nói ta phái các ngươi đi đón Quảng Lực Đại Chí Tôn. Vâng, Chu Cửu Thần không chút do dự, cất kỹ lệnh bài. Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên nói, bây giờ chúng ta đi thôi. Nếu muộn sẽ không còn kịp nữa. Chu Cửu Thần hỏi, Tần Tiên Tử đang lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên sao? Không phải, bên trong ánh mắt Phù Diêu Tiên Tử hiện lên sự kiên định, ta sợ ta còn chưa đến được trụ sở của người kia, Hạ Thiên đã xử lý ông ta. Ta chỉ muốn tự tay báo thù. Chu Cửu Thần kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Hạ Thiên đã có được thực lực của một đại chí tôn? Không đến mức đó, Cực Tinh Tiên Ông thoáng suy nghĩ một chút, vẫn không khỏi lắc đầu, trên người Hạ Tiểu Hữu không có khí tượng của chuẩn tiên, hẳn là chưa độ kiếp, làm sao có được thực lực của đại chí tôn chứ? Ít nhất phải là chuẩn tiên lục kiếp mới có thể có được xưng hào chí tôn. Chuẩn tiên bát kiếp trở lên mới thu được xưng hào đại chí tôn. Chu Cửu Thần nhớ lại một chút rồi gật đầu nói, cũng đúng. Thần Hoàng là chuẩn tiên cửu kiếp, còn Quảng Lực Đại Chí Tôn dường như là chuẩn tiên bát kiếp, cách cảnh giới chân tiên khá gần. Phù Diêu Tiên Tử thản nhiên nói, Hạ Thiên đúng là chưa độ kiếp, nhưng ta tin hắn có thực lực của Chí Tôn, thậm chí còn mạnh hơn cả Đại Chí Tôn. Tiếp theo, nàng chém đinh chặt sắt nói, nếu giới vực chúng ta có được một vị chân tiên trong tương lai, vậy cũng chỉ có Hạ Thiên mà thôi, và cũng sẽ là hắn, mà không phải đám A Miêu A Cẩu khác. Cực Tinh Tiên Ông tức đến mức không phản bác được, nhưng trong lòng không tán đồng. Lúc này, tử giới bỗng nhiên mở ra một khe hở, tiếp theo mấy chục tiên vệ kim giáp cưỡng rồng chạy vào. Các ngươi mau rời khỏi đây đi, người của Tiên Luật Ti cứ giao cho ta ứng phó. Cực Tinh Tiên Ông đưa mắt nhìn những người đến, lập tức đánh ra một lá bùa bay về phía Phù Diêu Tiên Tử và Chu Cửu Thần. Tiếp theo, hai người biến mất không thấy. Bởi vì tử giới đã bị phá, truyền tống phù của ông tự nhiên cũng có tác dụng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một lát sau, chỉ thấy một chiến thần kim giáp chậm rãi rơi xuống trước mặt người duy nhất còn sống tại hiện trường, cao giọng chất vấn, Cực Tinh Tử, người có thể giải thích một chút không? Thiên hà giới. Giữa không trung, một mặt trăng màu vàng đang dần tròn chính. Một chiếc thuyền con đang trôi trên sông. Đầu thuyền có một cái đỉnh lô, trên đỉnh là một tử ấm, đang bốc hơi ửng ực. Một lão nhân mặc áo tơi, đội mũ rộng vành đang ngồi ở đuôi thuyền, mắt hơi nheo lại, thảnh thơi thả câu. Không bao lâu sau, mặt hồ bỗng nhiên tràn ra từng vòng gợn sóng, phao cũng bắt đầu chìm nổi. Nhưng ông lão ở đuôi thuyền vẫn chợp mắt như cũ, dường như không phát hiện ra. Tiếp theo, mặt hồ càng lúc càng không cách nào duy trì sự bình tĩnh, rất nhanh sóng cả cuồn cuộn, dưới đáy hồ còn có cự thú muốn xông lên. Rầm rầm, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên. Mặt hồ dường như bị lật tung, một quả lôi cầu từ trong nước bay lên. Lôi điện giống như dã thú cuồng loạn phi nước đại bốn phía, quấy mặt hồ đến thất loạn bát tao. Phá cho ta. Tiếp theo, một tiếng quát lớn vang lên trong lôi cầu. Vầng trăng không trọn vẹn giữa không trung bỗng dưng sáng lên, bắn ra vô số kim châm giống như ánh sáng, thoáng chốc đâm rách lôi cầu. Oanh! Lôi cầu bạo phát ánh sáng gấp 10 lần, thiếu chút nữa chấn mặt trăng màu vàng trên trời vỡ nát. Nhưng chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, vầng trăng màu vàng kia đã hấp thu lôi điện không còn một mảnh. Sau đó, nó biến thành một mặt trăng viên mãn. Đây là nơi nào? Bên dưới trăng tròn xuất hiện một bóng người, chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên khó chịu đánh giá xung quanh, phát hiện nơi này là một con sông không thấy bờ. Nhìn qua hai lần, hắn nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ và lão nhân trên thuyền. Này, lão đầu nhi, là ngươi bắt ta đến đây sao? Hạ Thiên rơi xuống đuôi thuyền, hỏi lão giả mặc áo tơi, đừng giả vờ câm điếc. Ta biết ngươi nghe được. Lão giả áo tơi vẫn không trả lời Hạ Thiên, mí mắt cũng không thèm nhấc lên, vẫn chuyên tâm mà ngủ,
nhưng cần câu trong tay vẫn vững như Thái Sơn. Giả ngu đúng không? Hạ Thiên có chút khó chịu nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì ta sẽ không đánh ngươi. Lão giả áo tơi hơi nghiêng đầu, nói khẽ, yên tĩnh chút đi, đừng dọa cá của ta. Thôi đừng chém gió nữa, trong sông căn bản không có cá. Hạ Thiên vạch trần. Trong sông làm sao mà không có cá chứ? Lão giả mặc áo tơi ngữ khí thâm trường, chẳng phải vừa nãy lão phu mới câu được một con sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, ta cũng không phải cá của ngươi, càng không phải do ngươi câu được. Nếu ngươi không phải cá, vậy ngươi là cái gì? Lão giả áo tơi cười hỏi. Hạ Thiên thành thật đáp, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Đúng dịp thôi, lão giả áo tơi thản nhiên đáp, lão phu tục gia cũng họ Hạ, gọi là Hạ Vô Kỵ. Hạ trong xuân hạ thu đông, vô kỵ trong hoành hành không sợ. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đang đạo văn của ta. Lão giả áo tơi hơi mỉa mai, ha ha, đây không phải là phát minh của ngươi, ngươi cũng không độc quyền, sao lại bảo ta đạo văn chứ? Đúng là không có độc quyền, ngươi cũng có thể tùy ý nói nhưng ta không thích. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngươi không muốn bị đánh, về sau đừng nói như vậy nữa. Ngươi còn không nói rõ đạo lý hơn cả lão phu. Nụ cười của lão giả áo tơi không giảm, ngược lại còn có chút tán thưởng, chỉ là ngươi không tự mình hiểu lấy, không biết mình là cái gì, cũng không hiểu tình cảnh của mình là gì. Hạ Thiên cũng chẳng hứng thú ở đây bồi một lão già nói nhảm, lão đầu nhi, đừng có chơi trò đố chữ với ta. Nói thẳng đi, ngươi bắt ta đến đây để làm gì? Lão phu thấy ngươi có một kiếp, nếu như ngươi vượt qua được, tiền đồ của ngươi sẽ vô hạn. Ánh mắt lão giả áo tơi vẫn nhìn chằm chằm vào mặt sông đã khôi phục sự yên tĩnh, nếu không độ được, ngươi sẽ trực tiếp vạn kiếp bất phục. Nhưng lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi đồng ý làm môn hạ của ta, ta sẽ giúp ngươi vượt qua. Đồng thời còn cho ngươi một chức vị trưởng lão, như thế nào? Không thể nào, Hạ Thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, hơn nữa còn không chút khách sáo chế giễu, nếu như ta có một kiếp, vậy ngươi phải có một tử. Ngươi đã là một tu tiên giả trưởng thành, hẳn phải biết đấu khí chẳng có lợi ích gì. Gương mặt lão giả áo tơi hiện lên sự mỉa mai, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên, tốc độ tu hành của ngươi cực nhanh, ngươi không trân quý cũng là chuyện bình thường. Nhưng bình cảnh của ngươi cũng đến rất nhanh. Hạ Thiên đáp, tại sao ta lại không biết ta có bình cảnh chứ? Ở trước mặt lão phu, ngươi cần chi phải cố làm ra vẻ. Lão giả áo tơi cười khẽ, hơi nheo mắt lại, lộ ra lãnh quang có thể nhìn thấu người khác, ngươi kẹt ở độ kiếp kỳ hẳn là đã một khoảng thời gian. Xác thực mà nói, ngươi kẹt ở nghịch thiên đệ thất châm đã rất lâu. Mặt Hạ Thiên vẫn không hề thay đổi, cái này không tính là bình cảnh. Ta biết cách để đột phá. Lão giả áo tơi nghe Hạ Thiên nói, thuận miệng hỏi ngược lại, ngươi không hiếu kỳ vì sao ta lại biết tình huống của ngươi à? Tại sao ta lại phải hiếu kỳ? Hạ Thiên nhếch miệng, không hề cảm thấy lo lắng, mặc kệ làm sao ngươi biết, dù sao thì cũng đã biết. Nhưng nghịch thiên bát châm không phải biết là có thể luyện. Cho dù có thể tu luyện cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới của ta bây giờ. Nói đến đây, Hạ Thiên nhìn lão giả áo tơi một chút, ví dụ ngươi đấy. Quả nhiên là có tuệ căn. Lão giả áo tơi cũng không vì Hạ Thiên trêu chọc mà tức giận, ngược lại còn mừng rỡ, không sai, lão phu cũng đã tu luyện qua nghịch thiên bát châm, nhưng ta ngay cả châm thứ nhất cũng chưa luyện thành. Cũng bình thường thôi, Hạ Thiên cũng cho rằng như vậy, đám người tự xưng đã luyện qua thật ra ngay cả da lông của nghịch thiên bát châm cũng chưa chạm đến được. Thiên phú của ngươi xác thực làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và thán phục, nhưng nghịch thiên bát châm không phải hoàn mỹ vô khuyết. Lão giả áo tơi có chút khinh thường ngạo khí của Hạ Thiên, mặc dù lão phu không tu luyện nghịch thiên bát châm nhưng bàn về độ hiểu rõ nó, bây giờ không ai toàn diện bằng ta, ngay cả ngươi cũng không. Hạ Thiên thuận miệng hỏi, luyện cũng chưa từng luyện mà đã dám nói mình hiểu rõ, ngươi già rồi nên lẫn sao? Bởi vì nghịch thiên bát châm là do ta chỉnh lý cải tiến ra. Lão giả áo tơi cười khẽ, bày ra thái độ bề trên, cho dù Dạ Đế còn tại thế cũng không có khả năng hiểu rõ nghịch thiên bát châm hơn ta. Bởi vì cái mà hắn quan tâm chính là toàn bộ nghịch thiên chân kinh. Hạ Thiên cười nhạo, ngươi nói vậy thì là vậy, ngươi tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lão phu không cần thiết phải nói láo. Lão giả áo tơi có chút khinh thường lắc đầu,
nhẹ giọng nói, rốt cuộc đến bây giờ ngươi còn chưa biết đến sự tồn tại của nghịch thiên bát châm. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đã nghe mấy người nói qua. Lão đầu nhi ngươi cũng muốn kể chuyện xưa sao? Ta nói không phải chuyện xưa mà là kinh nghiệm. Lão giả áo tơ nghiêm túc nói, khoảng hơn 2 vạn năm trước, ta và Dạ Đế gặp nhau ở cái nơi gọi là chân tiên giới. Về sau, chúng ta phát hiện đây là một chân tiên giới giả, đó thật ra lại là một tàn khư. Bên trong tàn khư, chúng ta phát hiện mấy thi thể chân tiên, sau đó từ trong túi bọn họ moi ra được một số vật. Hạ Thiên nói, các ngươi đi nhặt xác của người khác thì có. Có thể nói như vậy, nhưng điều này cũng chẳng có gì phải xấu hổ. Lão giả áo tơi lạnh nhạt nói, cho dù là rác rưởi của chân tiên cũng đủ cho đám tu tiên giả chúng ta hưởng thụ vô tận. Tuy nhiên, lúc đó kiếp lực của chúng ta không đủ, chỉ có thể rời ra ngoài được rất ít vật. Trải qua thương lượng, tất cả ngọc giản, thư tạ sẽ thuộc về hắn. Còn tất cả đan dược và pháp bảo sẽ thuộc về ta. Về sau, hơn phân nửa là vì chia của không đều mà trở mặt. Hạ Thiên thuận miệng suy đoán. Lão giả áo tơi cũng không để ý đến Hạ Thiên, vẫn tiếp tục kể chuyện của mình, biểu hiện có chút hoài niệm, ta dựa vào những thứ kia mà khai tông lập phái, rất nhanh đã đứng vững gót chân. Tuy nhiên, dã tâm của Dạ Đế quá lớn, muốn chỉnh lý lại công pháp, dùng để lật đổ toàn bộ cơ sở đạo pháp của Liên minh Tu Tiên, tất nhiên đã dẫn đến sự bất mãn của tất cả tu tiên giả cao giai trong Liên minh Tu Tiên. Hạ Thiên lười biếng duỗi lưng một cái, lão đầu nhi. Ngươi còn muốn kể chuyện xưa của mình đến bao giờ? Ta còn phải quay về tìm vợ Phù Diêu nữa, không rảnh nói nhảm với một lão đầu tử hỏng bét như ngươi. Không cần phải gấp, lão giả áo tơi khẽ cười, Phù Diêu tiên tử đang chạy đến đây. Ngươi nghe xong chuyện xưa của ta, nàng ấy sẽ đến nơi. Tâm trạng của Hạ Thiên khá hơn một chút, vậy thì nói nhanh đi, ta chỉ cho ngươi 1 phút. Nếu vượt quá, ngươi cũng đừng trách ta đánh ngươi. Ngươi nên tìm hiểu sự tồn tại của nghịch thiên bát châm. Lão giả áo tơi lắc đầu, thoáng có chút thất vọng, chỉ có tìm hiểu rõ ràng, ngươi mới có thể truy tố bản nguyên, tìm ra chân lý của bộ châm pháp này, không đến mức bị những quy tắc mà ta quyết định trói buộc. Hạ Thiên nói, quy tắc do ngươi quyết định. Nhất châm sinh, nhị châm tử, tam châm nhục bạch cốt, tứ châm tẩy tủy, ngũ châm đan thành, lục châm thần, thất châm tiên, bát châm khả nghịch thiên. Gương mặt lão giả áo tơi hiện lên sự kiên ngạo, khẩu quyết này là do lão phu chỉnh lý cải tiến hoàn chỉnh bộ châm pháp đã khái quát ra được. Vậy trình độ văn hóa của ngươi chẳng ra sao cả. Hạ Thiên nhếch miệng, chẳng gieo vần được gì cả. Ai nói, thật ra nó rất hợp vần. Lão giả mặc áo tơi không đồng ý với lời nói của Hạ Thiên, ngươi có biết, chỉ tổng kết công hiệu của mỗi một châm ta đã tốn mất mấy trăm năm không? Nói xong, ông ta lại có chút cảm thán nhìn Hạ Thiên. Ngươi có thể thuận lợi tu luyện môn công pháp này, ngươi nên cảm ơn lão phu. Nếu không, ngươi hoàn toàn nghĩ không ra. Ngươi đã tu luyện nghịch thiên bát châm, trên cơ bản ngươi chính là đệ tử của ta. Ngươi nên quỳ xuống cung kính gọi ta một tiếng tổ sư. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên không để vào tai, ta chỉ có 3 người sư phụ, đó chính là Quỷ Y Trường Minh Đạo Quân, Ám Hoàng Lữ Nhân, còn có Sát Thần Ngải Luân. Thật ra, trong giới tu tiên này, Thần Tiên Tỷ Tỷ là người giúp ta nhiều nhất, nhưng nàng ấy là vợ của ta, không tính là sư phụ. Ngoại trừ bọn họ, chẳng có ai xứng làm sư phụ của ta cả. Lão giả áo tơi thất vọng lắc đầu, ta nghe được một câu tục ngữ của các ngươi, gọi là uống nước không quên người đào giếng. Xem ra, ngươi không phải là người biết uống nước nhớ nguồn, hiểu được sự cảm ơn. Muốn ta cảm ơn ngươi? Hạ Thiên hỏi ngược lại, ngươi tính là cái gì? Ngươi cũng xứng. Hai, có vẻ ngươi không muốn biết tinh túy chân chính của nghịch thiên bát châm nằm ở chỗ nào. Lão giả áo tơi cười nhạo, chỗ thần kỳ của nghịch thiên bát châm thật ra cũng không phải là châm pháp thần kỳ cỡ nào, còn đường tu tiên nhanh ra sao. Tinh túy quan trọng nhất của nó nằm ở chỗ nó có cửa ngầm có thể vượt qua giai đoạn độ dẫn thiên kiếp, trực tiếp phi thăng chân tiên giới. Ngươi hẳn có hứng thú với điều này chứ? Nói đến đây, gương mặt của ông ta hiện lên sự tự tin. Chỉ cần ngươi làm đệ tử của ta, nhập môn của ta, lão phu sẽ nói cái tinh túy đó cho ngươi biết, như thế nào. Chẳng có hứng thú, Hạ Thiên tùy ý nói, ta không cần biết cái gì là cửa ngầm cửa sáng. Ta muốn phi thăng tự có phương pháp của ta, không đến phiên bất cứ người nào chi phối. Lão đầu, kể cố sự xong chưa? Hạ Thiên cười hỏi.
Vù. Lão giả áo tơi bỗng nhiên giật giật cần câu trong tay, phát ra tiếng vang hơi nhẹ. Một sát khí lặng yên bay ra ngoài. Một giây sau, toàn bộ mặt sông bỗng nhiên sôi lên, bốc lên con sóng lớn cao mấy trăm trượng. Sau đó, ông ta nhúc nhích cần câu, mặt sông gợn sóng nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như động tĩnh vừa rồi hoàn toàn chưa phát sinh qua. Thấy rõ chưa, lão giả áo tơi hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên nhếch miệng, lão đầu nhi, ngươi cảm thấy trò hề này có thể hù dọa được ta sao? Xem ra lý giải của ngươi đối với nghịch thiên bát châm vẫn chưa đủ sâu. Gương mặt lão giả áo tơi hiện lên sự thất vọng, ngay cả một thức này của ta cũng không nhìn ra được biến hóa, lý giải của ngươi đối với châm thứ bảy vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Trong vòng 1000 năm, ngươi đừng nghĩ đến việc thử châm thứ 8. Ta muốn thử thì thử, liên quan gì đến ngươi? Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy rất khó chịu. Bốp! Lão giả áo tơi bỗng dưng vung cần câu, câu lên một mảng lớn nước sông lao thẳng về phía Hạ Thiên. Sóng lớn cuồn cuộn, đừng nói là Hạ Thiên, đoán chừng toàn bộ con thuyền cũng sẽ bị đánh tan không còn. Muốn chơi cái này với ta? Hạ Thiên tuyệt không sợ hãi, giữ ngón tay lộ ra ngân châm, dùng một thước châm ngoại châm. Băng hỏa kiếp lực nhanh chóng vận chuyển, biến thành một vòng xoáy linh khí đón sóng mà đi. Biến hóa của một thức này của ngươi cũng có chút thú vị. Ánh mắt lão giả áo tơi sáng lên, lộ ra sự hứng thú, có thể đi đến một bước này, ngươi chính là bại hoại tốt nhất dùng để thí luyện nghịch thiên bát châm. Nếu ngươi không làm đệ tử của lão phu, vậy ngươi chỉ có thể làm quân cờ của ta. Bốp! Lại một tiếng vang nhỏ. Cầu câu từ trong nước bay lên. Giống như kiếm chém ra từng luồng kiếm khí. Không ngoài ý muốn, toàn bộ xông thẳng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện có điểm gì là lạ, sóng nước có hấp lực quỷ dị, có thể không ngừng hút hết băng hỏa kiếp lực của hắn. Kiếm khí bay đến lại cực kỳ xảo trá, khiến hắn không thể không lách mình tránh né. Tuy nhiên, hắn vẫn không hoảng hốt. Phiếu miểu bộ, lại yên bộ, chỉ xích thiên nhai, xúc địa thành thốn. Hắn sử dụng lần lượt những thân pháp này, thậm chí còn mơ hồ dung hợp bọn chúng lại với nhau. Lâm trận biến chiêu, tùy cơ ứng biến. Lúc này, lão giả áo tơi mới cười lên, gật đầu nói, có chút thú vị. Mặc dù ngươi không tiến bộ như lão phu đã đoán, nhưng như vậy cũng ngoài ý muốn rồi, ngược lại càng phù hợp với thần tùy trung cực mà dạ đế đã thôi diễn năm đó. Lại nữa, nghĩ đến diệu dụng. Ông ta đưa tay đánh ra một chiêu vào mặt nước, thần thủy thông, ngự long biến. Nước sông giống như một con du long chậm rãi phóng người lên. Vảy quanh người của nó sáng lên từng mảnh. Bốn phía bắt đầu tràn ngập một loại khí tức không cách nào hình dung, áp bách toàn bộ không gian như muốn vỡ nát. Con thủy long mở cái miệng rộng, nuốt Hạ Thiên vào bụng. Thủy thần thông, quy khư triều. Bỗng dưng, con thủy long lại biến thành từng luồng hơi nước. Như sương như khói, thiên địa trở nên mờ mịt. Theo truyền thuyết, thiên hà chi thủy vô cùng vô tận. Lúc này, tất cả đều xông thẳng vào người Hạ Thiên. Ha ha, nếu ngươi không chết, điều này nói rõ suy nghĩ của lão phu là đúng. Lão giả áo tơi ngồi yên trên con thuyền nhỏ, nếu thất bại, chỉ sợ lại phải mất mấy ngàn năm mới bồi dưỡng được đạo nguyên chi trùng tiếp theo. Bành! Trong thời điểm quan trọng, trên đỉnh con thủy long đột nhiên nứt ra một cái lỗ tròn. Tiếp theo, một bàn tay thò ra ngoài, bắt lấy Hạ Thiên lẫn thủy long cùng một chỗ. Là ai? Ai đã dám làm hỏng chuyện của lão phu? Đại La Phật trưởng. Lão giả áo tơi đương nhiên sẽ không dễ dàng để người khác mang Hạ Thiên đi ngay trước mặt ông ta như vậy. Ông ta lập tức vứt cần câu trong tay, song trưởng trùng điệp như ảnh chụp về phía giữa không trung. Bành! Thứ bị phá hủy đầu tiên chính là con thủy long đã bị Hạ Thiên hấp thu gần một nửa, một lần nữa bị chấn vỡ thành nước sông. Cánh tay bắt lấy Hạ Thiên trong nháy mắt bị đứt gãy, biến thành một tượng đá rơi vào trong sông. Nhưng cái lỗ tròn vẫn còn. Cho nên Hạ Thiên vẫn còn trôi nổi giữa không trung. Tuy nhiên, tình huống của hắn cũng không tốt, tiếp nhận quá nhiều nước sông nên cơ thể hơi có chút khó chịu. Nước sông đó cũng không phải là nước mà là kiếp lực nhưng loại kiếp lực này đã bị ô nhiễm qua. Đừng nói là Hạ Thiên, ngay cả lão giả áo tơi đã tấn giai thành đại chí tôn cũng không cách nào tiếp nhận. Bằng không, ông ta cũng không rót hết toàn bộ nước sông vào người Hạ Thiên. Thiên hà dường như vô tận,
kiếp lực tích lũy bên trong sông nhiều như cát sa mạc. Trải qua hơn 2 vạn năm tịnh hóa, nó vẫn chỉ chiết xuất được một phần rất nhỏ. Lão giả áo tơi thật sự đã không đợi được nữa. Ông ta đã sớm biết đến sự tồn tại của Hạ Thiên, biết hắn có băng hỏa linh thể, cũng biết được hắn học nghịch thiên bát châm, chỉ là ông ta cố gắng không can thiệp vào sự trưởng thành của hắn. Đợi đến khi cảnh giới của Hạ Thiên đạt đến độ kiếp kỳ, hơn nữa còn đến liên minh tu tiên, ông ta tất nhiên không thể đợi thêm được nữa. Ngay từ đầu, ông ta muốn mời chào Hạ Thiên, cho hắn chút chỗ tốt, sau đó dùng Hạ Thiên thay ông ta tịnh hóa kiếp lực. Đáng tiếc, Hạ Thiên không chịu nghe lời, vậy thì không còn cách nào khác. Lão giả áo tơi rất cần thể chất đặc biệt của Hạ Thiên, phối hợp với nguyên lý vận hành của nghịch thiên bát châm, quả thật là thần khí thuận tiện nhất để chiết xuất kiếp lực. Về phần mạng của hắn, lão giả áo tơi tất nhiên không quan tâm. Vấn Thiên, người đã đến thì mau hiện thân đi, trốn trốn tránh tránh cũng không phải phong cách của ngươi. Lão giả áo tơi đánh ra một chưởng, sau đó không ra tay nữa, chỉ lạnh giọng cười nói. Quả nhiên, một đạo nhân áo lam từ trong lỗ tròn nhảy ra ngoài. Đi theo đằng sau còn có 2 người, chính là Phù Diêu tiên tử và Chu Cửu Thần. Chồng, chàng không sao chứ? Phù Diêu tiên tử nhìn thấy Hạ Thiên giữa không trung, lập tức tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi. Không sao, lông mày Hạ Thiên hơi cau lại, nhưng vẫn lắc đầu, vợ Phù Diêu, tại sao nàng lại tìm được nơi này? Hơn nữa còn mang theo cái lão mũi trâu kia nữa. Phù Diêu tiên tử vội giải thích, Chu công tử mang ta đi, nửa đường gặp được Vấn Thiên Chí Tôn. Hắn trực tiếp đưa chúng ta đến đây. Ha ha, Hạ Thiên, ta không phải đã biểu diễn trường pháp của ông ta cho ngươi xem rồi sao? Chẳng lẽ ngươi lại không nhớ kỹ? Vấn Thiên đạo nhân nhìn Hạ Thiên, mỉm cười trêu chọc, ngươi lại còn dễ dàng trúng chiêu của ông ta như vậy. Hạ Thiên nói, trường pháp của ông ta hoàn toàn vô dụng. Không dụng trường pháp, gương mặt Vấn Thiên đạo nhân hiện lên sự nghi ngờ, lập tức cười ha hả nhìn lão nhân áo tơi, Hạ Vô Kỵ, người đúng là biết khi dễ người khác. Đối phó với một người tu luyện chưa đến 100 năm, ngươi lại dùng tuyệt kỹ giữ nhà câu thiên kỳ thủ của ngươi. Ông ta dùng cái gì gọi là thủy thần thông? Hạ Thiên đính chính, thủy thần thông gì đó chỉ là ông ta tạo ra để gạt người. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu cười nhạo, chính là câu thiên kỳ thủ đấy. Ông ta trời sinh thiên thủy linh thể, cho nên ông ta đã sử dụng khả năng ngự thủy của mình để độc bộ liên minh tu tiên. Sắc mặt lão giả áo tơi lạnh lại, tức giận nói, Vấn Thiên, người dẫn người tự thiện xông vào phong giới của ta, có phải ngươi không để đại chí tôn này vào mắt? Đại chí tôn ngươi còn chưa được 6 vị chí tôn nhất trí xác nhận. Cho nên, trước mắt nó vẫn chỉ là hư danh mà thôi. Vấn Thiên đạo nhân khoát tay, giọng điệu mỉa mai, huống chi, ta cũng không xâm nhập, chỉ là có người cáo trạng với ta, nói ngươi vô cớ bắt giữ đồng đạo, ý đồ bất chính, ta đương nhiên phải đến xem qua rồi. Lão giả áo tơi nói, Vấn Thiên, ngươi đừng cố làm ra vẻ ở chỗ của ta. Ngươi chẳng qua cũng chỉ coi trọng thể chất đặc biệt và nghịch thiên bát châm của hắn mà thôi. Tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Vấn Thiên đạo nhân thản nhiên đáp, Hạ Thiên là bạn vong niên của ta. Ngươi tốt nhất đừng nên làm loạn. Ngươi chống đỡ được ta sao? Lão giả áo tơi khinh thường, hừ một tiếng. Chỉ thấy trên thiên hà lại tiếp tục lấp lóe sóng nước vạn trượng, sát khí lẫm liệt. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt dáng hồng dày đặc, lội ý ẩn mình trong mây. Không cần hắn chống đỡ. Hạ Thiên lười biếng nói, vừa rồi ngươi khiến ta rất khó chịu. Ta nhất định phải đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Vấn Thiên đạo nhân quay sang nói với Hạ Thiên, ngay cả ta còn chưa phải là đối thủ của ông ta, ngươi không nên vọng động. Có phải đối thủ hay không, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên khinh thường nói, hơn nữa, cho dù không phải là đối thủ, ta cũng có cách xử lý ông ta. Chu Cửu Thần giật mình, thấp giọng nói, ngươi nên nghe lời Vấn Thiên Chí Tôn đi, không nên vọng động. Cần chi phải chịu chết chứ? Nói xong, hắn quay sang nói với Phù Diêu tiên tử. Tần tiên tử, ngươi cũng nên khuyên hắn một câu đi. Phù Diêu tiên tử cũng không có ý định khuyên can Hạ Thiên, chồng, ông ta chính là người đã biếm ta đến tiên khí chi địa năm đó đấy. Năm đó, người đánh chủ ý lên nàng cũng là ông ta. Lửa giận trong lòng Hạ Thiên đã được đốt lên. Không sai, Phù Diêu tiên tử gật đầu. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả áo tơi, này, lão Bạch Si,
dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ha ha, lão phu tu hành mấy vạn năm, một lòng truy cầu đại đạo, cũng không có ý kiến đối với nữ sắc. Lão giả áo tơi tất nhiên cũng nhìn thấy Phù Diêu tiên tử, chuyện năm đó chỉ vì lão phu đang đứng ở bình cảnh cần đột phá, thành ra ta cần rất nhiều linh vận. Đệ tử Huyễn Nguyệt Tâm Trai vừa lúc là lô đỉnh tuyệt hảo. Tần tiên tử lại là người nổi bật trong đó. Nếu có thể giúp ta một chút sức, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiếp theo, giọng điệu của ông ta trở nên âm trầm, chỉ là nữ tu, lại vừa đến độ kiếp kỳ, nhưng lại dám cự tuyệt lão phu. Thật sự đáng ghét, uy nghiêm của chuẩn tiên tuyệt đối không thể mạo phạm, nhưng lão phu không thể phế tu vi của nàng ta, chỉ có thể biếm nàng ta đến tiên khí chi địa. Đó cũng là ta nhân từ lắm rồi. Vậy tại sao ngươi lại lật lọng? Trong lòng Phù Diêu tiên tử vẫn còn oán giận khó bình, lúc đó ngươi đã nói, chỉ cần ta tiếp nhận bị giáng chức, ngươi sẽ không truy cứu tộc nhân và tông môn của ta. Lão Phu cũng không truy cứu mà. Lão giả áo tơi thản nhiên nói, bằng không, Phù Diêu giới sớm đã bị diệt, ngay cả giới vực cũng sẽ bị xóa trong liên minh rồi. Gương mặt Phù Diêu tiên tử hiện lên sát ý, quát to, tại sao Phù Diêu giới lại bị chia cho Thiên Quỷ Vương? Vì sao tộc nhân của ta lại trở thành kiếp nô? Đó chính là người bên dưới tự tác chủ trương, chẳng có liên quan gì đến lão phu. Lão giả áo tơi cười nhạo, chẳng lẽ lão phu còn có nghĩa vụ bảo vệ tộc nhân và tông môn của ngươi sao? Đúng là buồn cười. Ngươi, Phù Diêu tiên tử tức giận không thôi. Vợ Phù Diêu, không cần tức giận. Hạ Thiên vuốt ngực Phù Diêu tiên tử, lát nữa, ta sẽ thay nàng xử lý ông ta xả cơn giận này. Phù Diêu tiên tử nói, ta phải đích thân giết chết ông ta, thay tộc nhân báo thù. Cũng được mà, Hạ Thiên cười nói, ta sẽ đánh lão Bạch Si này gần chết, sau đó giao cho vợ Phù Diêu nàng xử lý. Lão giả áo tơi nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi lắc đầu liên tục, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Các ngươi nhìn vấn thiên đạo nhân đi, ngay cả chí tôn hắn cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Hai người các ngươi chỉ mới là độ kiếp kỳ lại mạnh miệng như thế. Đúng là ngay cả chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Hạ Thiên nhếch miệng, giữ ngón tay sáng lên một cây ngân châm, lát nữa ta sẽ viết một chữ chết lên mặt ngươi. Tốt, rất tốt. Lão giả áo tơi hiển nhiên cũng nổi giận, nhưng khinh thường lộ ra ngoài, chỉ thản nhiên nói, vậy lão phu sẽ chơi với các ngươi trước. Hàn khô kiếm, đến. Một tiếng quát lớn, thiên địa vì đó mà biến sắc. Bầu trời vốn bị mây đỏ bao phủ đột nhiên mở ra, một chùm ánh sáng đỏ nhanh chóng từ khe nứt rơi xuống, xuyên qua con sóng vạn trượng, bay vào lòng bàn tay của lão giả áo tơi. Kiếm trong lòng bàn tay giống như một con rồng sống, không ngừng run rẩy. Sóng nước trong sông bỗng dưng biến thành một cơn gió lốc, nhanh chóng bay lên, dung nhập vào bên trong một hạt châu trên chuôi kiếm. Hơn phân nửa thiên hà trong nháy mắt trở nên trống không. Lưỡi kiếm run rẩy cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, toàn bộ thanh kiếm phát ra ánh sáng chói mắt không gì sánh được, như thể tất cả tinh hoa của thế giới đều bị nó hấp thu. Nghe có vẻ lâu nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nửa giây. Toàn bộ giới vực như rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ dị, giống như thời gian bị hút đi. Gương mặt vấn thiên đạo nhân cứng đờ, bên dưới bàn tay âm thầm ngưng tụ kiếp lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hai mắt Chu Cửu Thần trở nên vô thần, giống như con rối. Hạ Thiên và Phù Diêu tiên tử không hề có bất kỳ phản ứng gì. Nhất niệm khởi, vạn hoa phóng. Lão giả áo tơi bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, giọng điệu trào phúng, một kiếm này, ngươi trốn được sao? Phốc! Lời còn chưa dứt, trên người Hạ Thiên đã xuất hiện mấy trăm vết kiếm như đóa hoa, lập tức máu tươi bắn tung tóe. Ngươi cho rằng như vậy có thể tổn thương được ta? Biểu hiện của Hạ Thiên không hề thay đổi, cũng chẳng quan tâm đến thương thế của mình, lộ ra giọng điệu mỉa mai, ngươi nên lo lắng cho chính mình đi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ chuyện gì. Lão giả áo tơi mỉm cười, bỗng nhiên vươn tay trái của mình, chỉ thấy ngón giữa và ngón trỏ lóe lên một cây ngân châm. Lúc này, sắc mặt Hạ Thiên hơi thay đổi, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lão Phu đã nói qua, ta còn quen thuộc với nghịch thiên bát châm hơn cả ngươi. Lão giả áo tơi cười nhạo, chậm rãi ném ngân châm vào trong thiên hà, giọng điệu khinh thường, muốn truyền tổn thương lên người lão phu, đúng là buồn cười. Châm pháp này của ngươi sẽ có tác dụng đối với ngươi và người cùng cảnh giới với ngươi,
thậm chí tu tiên giả cao hơn ngươi một cảnh giới nhỏ. Đáng tiếc, mặc dù lão phu chưa từng luyện qua nghịch thiên bát châm, nhưng ta lại thuộc phương thức vận hành châm pháp, tất cả công hiệu, tác dụng, thậm chí biến hóa của nó như lòng bàn tay, hơn nữa còn thuần thục hơn ngươi, hiểu nhiều hơn ngươi rất nhiều. Lão giả áo tơi thở dài, có chút tiếc nuối, ban đầu ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Mặc dù ta vẫn muốn lợi dụng thể chất của ngươi để làm bàn đạp cho ta phi thăng, nhưng ngươi chưa chắc sẽ chết, còn có thể thu hoạch tất cả mọi thứ lão phu để lại. Sau đó, ông ta không hề che giấu sát khí của mình, nhưng bây giờ ngươi lại không biết điều, vậy thì giết thôi. Chỉ cần ta tra kiếm vào vỏ, mấy trăm vết kiếm trên người ngươi sẽ đồng thời phát tác. Đến lúc đó, ngay cả chân tiên hàng thế cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão giả áo tơi làm bộ như muốn tra kiếm vào vỏ, lão phu rất ái tài, chỉ cần bây giờ ngươi chịu thua cầu xin tha thứ, quỳ xuống bái ta làm thầy, cung cấp khu chỉ cho ta, ta có thể tha cho ngươi lần này. Nếu không, kiếm của ta tra vào vỏ. Lão đầu nhi, ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ. Hạ Thiên không thèm nhìn vết kiếm thương trên người, thái độ vẫn vân đạm phong khinh, nếu không, ngươi quỳ xuống bái ta làm thầy tổ, có lẽ ta sẽ tha cái mạng chó cho ngươi. Lão giả áo tơi lạnh lùng nói, xem ra ngươi đã quyết tâm tìm chết. Quảng Lực đạo huynh, ngươi khoan đã, để ta thay ngươi khuyên Hạ Thiên một chút. Vấn Thiên đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng giải thích với lão giả áo tơi, dù sao mục đích của ngươi cũng không phải muốn hắn chết, mà là giữ lại khả năng có lợi nhất. Chỉ cần thối lui một bước nhỏ là được mà. Ngươi có thể thử khuyên hắn. Lão giả áo tơi tự tin có thể giết chết Hạ Thiên, cho nên cũng không vội, tuy nhiên, ta chỉ cho ngươi thời gian một nén nhang mà thôi. Lão Mũi Châu, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng nên trộn lẫn. Không đợi Vấn Thiên đạo nhân lên tiếng, Hạ Thiên đã ngăn lại. Hạ Thiên, thật ra ngươi không cần thiết phải cứng đầu như vậy. Vấn Thiên đạo nhân khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng khuyên nhủ, thế sự hiểm ác, đại đạo u ám, nếu như ngươi chết ở chỗ này, vậy tương lai như thế nào, hơn nữa ông ta và ngươi cũng không có tư thù. Ai nói không có thù? Hạ Thiên bĩu môi, ta thấy đây chính là cừu hận lớn nhất, hơn nữa ông ta đã từng đánh chủ ý với vợ Phù Diêu, ông ta phải chết. Vậy đó cũng là chuyện của một vạn năm trước rồi. Vấn Thiên đạo nhân tu hành cả đời, không hề động qua khái niệm nam nữ, cho nên vẫn rất không hiểu, tình yêu nam nữ chẳng qua chỉ là tô điểm thêm cho quá trình tu tiên mà thôi, cần chi phải cố chấp như thế. Ta tin rằng Phù Diêu tiên tử cũng không ngại. Gương mặt Phù Diêu tiên tử hiện lên sự do dự. Nếu như bởi vì chuyện của nàng khiến cho Hạ Thiên rơi vào hiểm cảnh, về sau nàng xác thực không cách nào tha thứ cho chính mình. Vợ Phù Diêu, nàng không cần nghĩ nhiều như vậy. Hạ Thiên lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Phù Diêu tiên tử, đây là suy nghĩ của ta, đồng thời cũng là nguyên tắc làm người của ta. Chồng, ta ủng hộ chàng. Phù Diêu tiên tử rất nhanh quét sạch suy nghĩ loạn thất bát tao, quyết định ủng hộ Hạ Thiên 100%. Vấn Thiên đạo nhân thật sự không cách nào hiểu được trong đầu hai người này đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ nói, Hạ Thiên, ngươi nhịn một chút đi. Cho dù ngươi không đồng ý điều kiện của ông ta, cũng không cần thiết phải tức giận nhất thời với ông ta. Chịu thua một chút, ta sẽ điều giải một phen. Ông ta chắc chắn sẽ nể mặt ta. Hạ Thiên nói, nếu đã là tức, vậy thì phải phát tiết, tại sao lại phải nhịn? Không nhịn, ngươi sẽ chết. Nữ nhân của ngươi cũng sẽ bị ngươi liên lụy mà chết. Vấn Thiên đạo nhân vẫn khuyên can, ngươi không suy nghĩ cho mình, chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến sống chết của nữ nhân của ngươi sao? Lúc này, Phù Diêu tiên tử đã bình tĩnh lại, ủng hộ Hạ Thiên vô điều kiện, chồng, chàng không cần phải suy nghĩ nhiều. Chàng nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó. Chúng ta cũng không phải những nữ nhân trói gà không chặt, mà là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Mặc dù các ngươi đều có tu vi độ kiếp kỳ nhưng trước mặt đại chí tôn của liên minh tu tiên, các ngươi vẫn giống như trẻ nhỏ. Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, có chút lo lắng nói, các ngươi thật sự không biết hậu quả của việc chọc giận đại chí tôn là như thế nào. Nếu Hạ Vô Kỵ thật sự buông tay buông chân, gần phân nửa liên minh tu tiên sẽ có thể nghênh đón hủy diệt. Tiên khí chi địa của các ngươi đoán chừng cũng sẽ trực tiếp bị xóa khỏi thế gian. Hạ Thiên nói, chính vì ông ta mạnh, cho nên ta không thể nhịn, càng không thể lui, nhất định phải một lần duy nhất xử lý ông ta. Vấn Thiên đạo nhân thật sự không hiểu, trên con đường tu tiên, luôn có người mạnh hơn ngươi, chịu thua cũng có gì là lớn.
chỉ khi còn sống, mới có thể có cơ hội nâng cao một bước. Thần tùy đại đạo tu tiên nằm ở một chữ cầu. Về sau không có ai so vai với ngươi, ngươi chính là đại chí tôn, ngươi sẽ càng có nhiều cơ hội phi thăng chân tiên giới. Đó là suy nghĩ của ngươi, không phải ta. Thái độ của Hạ Thiên vẫn cường ngạnh như cũ, không hề chịu thua, gặp được một kẻ mạnh thì phải chịu thua sao? Vậy ta lại càng không có khả năng bảo vệ được nữ nhân của ta. Vì mạng sống mà chịu nhục, lần tiếp theo vì mạng sống mà bỏ ra cái gì? Còn lần sau nữa thì sao? Mỗi lần đều quỳ xuống cầu người khác tha mạng. Đó là tu tiên giả cầu thí, cũng không phải phong cách của ta. Vấn Thiên đạo nhân cười khổ, thiên đạo như vậy, thiên ý như thế, ngươi nhìn thì có sao đâu. Vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì mà có thể tu luyện được nghịch thiên bát châm? Hạ Thiên bỗng nhiên mỉm cười, vô cùng tự tin nói, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trời cản nghịch trời. Ngay cả chút khí phách đó cũng không có, vậy thì còn luyện nghịch thiên bát châm cái gì nữa? Nghe xong, Vấn Thiên đạo nhân biết mình có khuyên thêm gì nữa cũng vô ích. Lão giả áo tơi cười nhẹ, ha ha, Vấn Thiên, người thuyết phục xong chưa? Các ngươi muốn đánh thì cứ đánh, nhưng nhớ kỹ đừng phát hỏa. Vấn Thiên đạo nhân thở dài, lắc đầu nói, liên minh tu tiên không chịu nổi các ngươi buông tay buông chân, làm một vố lớn như vậy. Không cần phiền phức như vậy. Lão giả áo tơi cười nhạo giơ tay một cái, lộ ra thanh kiếm trong tay, lão phu đã nói qua, chỉ cần ta tra kiếm vào vỏ. Vết thương trên người Hạ Thiên sẽ phát tác, hắn sẽ phải chết. Hạ Thiên cười hì hì, vậy vì sao ngươi lại không tra vào vỏ đi? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Gương mặt lão giả áo tơ hiện lên nụ cười khinh thường, tuy nói ngươi chính là phôi thai tốt nhất để ta vượt qua kiếp nạn, nhưng giết ngươi thì cùng lắm ta chỉ tốn thêm 2-3 ngàn năm, một lần nữa bồi dưỡng lại một người khác, cũng không phí công phu gì. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu thật sự không uổng phí, ngươi đã sớm là chân tiên, cần chi phải nói nhảm ở đây. Đây chính là thứ ngươi cậy vào để không sợ. Lão giả áo tơi lại càng thêm khinh thường, vừa rồi ngươi nói nghe hay lắm. Đáng tiếc, ngươi vẫn là một con chuột nhắt ngoài cứng trong mềm. Ngươi mới là chuột nhắt đấy. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, ngươi còn hư chiêu nào thì dùng hết đi, không thì đến phiên ta ra tay. Lão giả áo tơi nghe Hạ Thiên nói xong, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội ra tay sao? Hạ Thiên nói, đương nhiên là có rồi. Lão phu ngược lại có chút hiếu kỳ. Lão giả áo tơi cầm thanh kiếm trên tay, có chút hài hước nói, nếu ngươi có thể đụng được một sợi lông của lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần. Đương nhiên, nếu ngươi ngay cả nửa ống tay áo của lão phu cũng không chạm đến được, ngươi cũng đừng trách lão phu giết, a. À. Lời còn chưa nói hết. Nắm đấm của Hạ Thiên đã đập thật mạnh vào mặt của ông ta. Lão giả áo tơi bay rớt ra ngoài, ngã xuống bên trong lòng sông cũng chẳng còn bao nhiêu nước sông. Không thể nào. Lão giả áo tơi cũng không bị thương, gương mặt thậm chí một vết thương nhỏ cũng không có, giống như chỉ bị con muỗi đốt một cái mà thôi. Nhưng điều khiến ông ta thật sự kinh ngạc chính là trong lòng. Nên biết rằng, Hàn Khô kiếm pháp của ông ta chính là công pháp cấp chuẩn tiên. Được cải biên từ nửa bản kiếm phổ mà ông ta tìm được bên trong tàn khư chân tiên. Nó vốn là một bộ kiếm pháp chân tiên, bên trong ẩn chứa pháp tắc chân tiên. Tuy nhiên, kiếm phổ không được đầy đủ, lại trải qua cải biên, chỉ còn lại một chút dư vị pháp tắc chân tiên mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là một chút dư vị pháp tắc chân tiên, nó vẫn có được đặc tính cực kỳ quỷ quyệt, chính là kiếm thương mà nó chém ra có công hiệu định thân. Bất kể là ai. Chỉ cần bị kiếm thương chém chúng, hành động của người đó sẽ bị định trụ, sẽ bị người cầm kiếm khống chế. Trừ phi chân tiên tại thế, nếu không, tuyệt đối sẽ không cách nào phá giải được pháp tắc này, cho dù chỉ là pháp tắc còn sót lại. Hạ Thiên hiển nhiên không phải chân tiên. Vậy vì sao hắn lại có thể đột phá được dư vị của pháp tắc đó chứ? Lão giả áo tơi hoàn toàn không nghĩ ra, cũng vô pháp tiếp nhận tại sao ngươi lại làm được. Ta có nghĩa vụ phải giải thích với ngươi sao? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, kiếm pháp này của ngươi quả thật có chút thú vị nhưng không nhiều. Muốn giết được ta còn kém lắm. Không thể nào. Lão giả áo tơi hiển nhiên không tiếp nhận lời giải thích tùy tiện như vậy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trên người ngươi nhất định còn có bí mật gì mà ta không biết. Ta có hứng thú lớn hơn đối với ngươi.
Trước khi giết chết ngươi, ta phải siêu hồn ngươi mới được. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm, nhanh chóng vọt đến trước mặt lão giả áo tơi, bởi vì bây giờ ngươi sẽ chết. Bành! Lão giả áo tơi chỉ dùng thân kiếm hời hợt chặn lại nắm đấm của Hạ Thiên. Ha ha, cho dù ngươi có thể hành động, vậy thì thế nào? Lão giả áo tơi khinh thường nói, kiếm thương trên người ngươi còn chưa được giải, ta thu kiếm vào vỏ, ngươi vẫn khó thoát chết như cũ. Hạ Thiên không hề lo lắng, đã nói rồi, bây giờ ngươi cho vào vỏ đi. Nếu không tra vào, ta sẽ khinh thường ngươi đấy. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Lão giả áo tơi cũng không kiên nhẫn, đưa tay chộp vào trong hư không một cái, một vỏ kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện. Keng! Trường kiếm dễ dàng trượt vào trong vỏ. Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự. Còn có chuyện này sao? Lúc này, lão giả áo tơi không khỏi kinh ngạc, gương mặt không thể tin được, không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng. Có cái gì mà không thể nào chứ? Hạ Thiên cười hì hì. Lão giả áo tơi lạnh lùng nói, ta hiểu rõ nguyên lý của nghịch thiên bát châm như lòng bàn tay. Đó chính là lợi dụng ngân châm tiến hành truyền độ, bất luận tổn thương, cơ thể, khí thế. Bệnh chứng đều có thể nhờ vào đó mà truyền độ, nhưng hết thảy đều phải có tiền đề. Đó chính là ngân châm nhất định phải đâm vào cơ thể đối tượng truyền độ. Tiếp theo, ông ta quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện cũng không có vật nào tiếp nhận số kiếm thương đó, ông ta lại càng thêm nghi ngờ, ngân châm ngươi dùng để truyền độ đã sớm bị ta chặt đứt, gần đây là không có đối tượng thích hợp để truyền độ, ngươi không có khả năng dùng kiếm để truyền độ tổn thương. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi ngay cả nghịch thiên bát châm cũng không tu luyện, dựa vào cái gì ngươi lại bảo hiểu rõ nó như lòng bàn tay chứ? Ha ha! Gương mặt lão giả áo tơi lộ ra vẻ trào phúng khó diễn tả bằng lời, ngươi đừng tưởng rằng chơi chút trò vặt đó thì có thể phân cao thấp với lão phu. Trò vặt! Phù Diêu tiên tử hỏi lại một câu, ngay cả trò vặt mà ngươi còn nhìn không thấu, ngươi là cái gì chứ? Làm càn! Lão giả áo tơi giận tím mặt. Đưa tay vỗ một trưởng về phía Phù Diêu tiên tử, lão phu sẽ phế bỏ ngươi. Xem ai có thể phế được ai. Phù Diêu tiên tử hiển nhiên cũng không phải người có tính tình nhẫn nhịn. Nàng rút hoa khuyết kiếm, sử dụng một thức huyễn nguyệt kiếm pháp để nghênh đón. Kiếm khí như hoa, sát khí nhanh chóng tản ra. Sự tản ra này cũng không vội vàng, mang theo một loại thoải mái tự nhiên, giống như thứ đâm ra không phải kiếm, mà là một đóa hoa. Nhưng dưới khung cảnh hữu tình này vẫn có một loại mơ hồ mê muội, giống như huyễn ảnh dưới trăng, khó mà nắm bắt. Trong đó, đặc điểm của hoa đến từ kiếm. Khí tức của mặt trăng đến từ kiếm pháp. Thanh kiếm này trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay của lão giả mặc áo tơi, khí thế không hề suy giảm, thậm chí còn đâm thẳng vào cổ họng ông ta. Huyễn nguyệt kiếm pháp. Gương mặt lão giả mặc áo tơi lộ ra vẻ khinh thường. Ngay cả bản thân huyễn nguyệt cũng không thể đả thương đến nửa sợi tóc của ta, vậy ngươi có thể làm gì? Với một cử động nhẹ của ngón giữa và ngón trỏ bàn tay trái, ông ta trực tiếp kẹp chặt lưỡi kiếm. Mặc dù có chút thay đổi nhưng vẫn còn mờ nhạt lắm. Lão giả áo tơi cười nhạo một tiếng, cong ngón tay búng ra, đẩy hoa khuyết kiếm ra ngoài. Sau đó, thân hình của ông ta lóe lên, tiến đến trước người Phù Diêu tiên tử, một chưởng vỗ vào đỉnh đầu của nàng. Niệm tình sư đồ các ngươi, để ta tiễn ngươi đi gặp nàng ta. Bành! Bàn tay trái lão giả áo tơi vận kiếp lực, nhưng còn chưa đánh ra, một nắm đấm đã đánh vào mặt của ông ta. Lão Bạch Si, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Thiên thuận tay chộp tới, ôm Phù Diêu tiên tử vào lòng, mặt khó chịu nhìn lão giả áo tơi, dám ra tay với nữ nhân của ta, ngươi ngại chết không đủ nhanh sao? Muốn giết ta? Lão giả áo tơi cười nhạo, chỉ dựa vào hai người các ngươi đúng là thiên phương dạ đàm. Cho dù tăng thêm vấn thiên đạo nhân cũng còn chưa đủ. Thêm năm ba chí tôn nữa thì được. Không cần, Hạ Thiên khinh thường nói, xử lý ngươi, một mình ta là đủ. Lão giả áo tơi lắc đầu thở dài, ông trời đúng thật bất công, vì sao thiên tư chắc tuyệt lại cho loại người như ngươi vậy? Đúng là phung phí của trời. Nếu ta có được thể chất giống như ngươi, cộng thêm nghịch thiên bát châm, ta đã sớm đạp nát hư không phi thăng chân tiên giới rồi. Hạ Thiên khịt mũi coi thường, vậy ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, có lẽ kiếp sau ngươi sẽ có cơ hội. Nói chuyện với ngươi đúng là tẻ nhạt vô vị, tính nhẫn nại của lão giả áo tơi đã hết sạch,
trực tiếp hạ thông điệp cuối cùng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi quỳ xuống nhận ta làm chủ, lão phu có thể chuyện cũ bỏ qua, thậm chí còn giúp ngươi thu được xưng hào đại chí tôn. Nó rất có ích cho việc phi thăng ngày sau của ngươi. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Hạ Thiên đáp lại, nếu bây giờ ngươi tự vận, ta có thể chọn một phần mộ có phong thủy tốt cho ngươi. Đúng là không biết điều. Gương mặt lão giả áo tơ hiện lên sự thất vọng, lắc đầu nói, nếu như vậy, vậy thì không còn gì để nói. Chỉ khi nào giết ngươi, đoạt lấy thể chất của ngươi mà dùng, tuy nói công hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng còn tốt hơn bị ngươi lãng phí. Vốn không có chỗ để thương lượng, Hạ Thiên nhếch miệng. Chính xác, là lão phu hy vọng xa vời rồi. Lão giả áo tơi thu lại những dấu vết bản chất con người đã lộ ra, dần dần lạnh lùng hơn. Diện mạo bề ngoài cũng phát sinh biến hóa lớn, áo tơi cùng mũ trúc trong nháy mắt biến mất, biến thành một thanh niên râu tóc bạc trắng. Song mi nhập tấn, mắt sáng như sao, mặc dù không tính là tuấn lãng nhưng khí khái anh hùng hừng hực. Cả người ông ta giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, tản ra khí thế hùng hổ dọa người, hoàn toàn khác xa lão giả lưng còng vừa nãy. Vấn Thiên đạo nhân vẫn luôn quan chiến bên cạnh không khỏi giật mình, bởi vì hắn biết vị đại chí tôn kia đã thật sự nổi giận. Vấn Thiên đạo nhân vô cùng hiểu rõ vị đại chí tôn kia. Ông ta xuất thân là Phật tu, về sau học kiếm nhưng cơ bản vẫn là công pháp Phật môn. Hình thái trước mắt chính là pháp tướng thượng vị tam thập nhị kim cương pháp tướng đồ mà Long Tượng Thượng Sư đã đề cập đến, xưng là Phẫn Nộ Minh Vương tướng. Bây giờ không thể gọi ông ta là lão giả áo tơi nữa, mà phải gọi danh hào của ông ta, đại chí tôn Hạ Vô Kỵ. Đừng tưởng rằng trở nên đẹp trai một chút thì ta không xử lý ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, mặc kệ ngươi biến thành như thế nào cũng không đẹp trai bằng ta. Bởi vì ta ở đâu cũng sẽ là đệ nhất soái ca. Phong hoa tuyết nguyệt, nhưng qua một đêm cũng sẽ lạnh giá mà thôi. Ánh mắt Hạ Vô Kỵ cũng hiện lên một màu vàng, không nhìn ra được hỉ nộ ái ố, giống như tượng đất nặn, có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là cái túi da mà thôi. Ta chẳng biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Thiên siết chặt nắm đấm nói với Hạ Vô Kỵ, nhưng không sao. Dù sao lát nữa ngươi cũng chết mà thôi. Hạ Thiên không có nói sai. Mà hắn cũng cho rằng như vậy. Xưa nay hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chết. Mạo phạm thần uy, đáng chém. Hạ Vô Kỵ không nói thêm câu nào, hai tay bóp ấn quyết một cách đơn giản. Một luồng khí thức màu vàng ngưng tụ thành khí chướng to lớn, nhanh chóng đẩy về phía Hạ Thiên. Bành! Nắm đấm của Hạ Thiên đánh thẳng vào bên trên khí chướng màu vàng, phát ra một âm thanh kinh hoàng làm rung chuyển toàn bộ liên minh tu tiên. Chỉ là nắm đấm, sao có thể dung chuyển được pháp tướng kim quang của ta? Thái độ Hạ Vô Kỵ lạnh nhạt, hai tay nhẹ nhàng đẩy ra đằng trước một cái. Khí chướng kim khí lập tức lướt ngang mấy ngàn mét, Hạ Thiên cũng bị đẩy bay ra ngoài, không dừng lại được. Chồng, Phù Diêu tiên tử nhìn thấy, dự định chạy sang hỗ trợ. Tần tiên tử, người đừng nhúc nhích, Vấn Thiên đạo nhân lên tiếng gọi lại, người đừng sang đó, sẽ khiến Hạ Thiên phân tâm. Cấp độ tỉ thí của bọn họ sợ rằng sẽ tác động đến người vô tội. Không nhúng tay vào chính là trợ giúp tốt nhất. Phù Diêu tiên tử đành phải tạm thời nhịn xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị cho Hạ Vô Kỵ một kiếm bất cứ lúc nào. Dừng lại cho ta. Hạ Thiên cảm giác rất khó chịu, lập tức vận băng hỏa kiếp lực khu động nghịch thiên bát châm, một quyền đánh vào khí chướng màu vàng. Oanh! 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 Mấy quyền qua đi, tốc độ khí chướng màu vàng đã chậm lại. Hừ, kiến càng lay cây, uổng công mà thôi. Hạ Vô Kỵ nhìn thấy tình huống này chỉ cười nhạt một tiếng, hóa ấn thành trưởng vỗ về phía Hạ Thiên. Ngươi lại làm trò gì thế? Hạ Thiên đang định đánh nát khí chướng trước mắt, khí chướng màu vàng đã trực tiếp biến mất. Chồng, cẩn thận phía trước. Phù Diêu tiên tử không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Hừ, nhắc nhở cũng vô dụng thôi. Hạ Vô Kỵ lắc đầu, một thước này Phật quang phổ chiếu, đủ để đánh hắn thành kiếp cho. Quả nhiên, một bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hạ Thiên. Thứ độ gì thế? Hạ Thiên đưa mắt nhìn, muốn chơi như Lai thần trưởng với ta sao? Tiếp theo, hắn phun một bãi nước bọt, ngươi cũng xứng. Đầu ngón tay của Hạ Thiên sáng lên một cây ngân châm, bắn tới bàn tay màu vàng óng.
chỉ là ngân châm cũng dám ngăn cản Phật quang phổ chiếu của bổn chí tôn. Quả thật buồn cười. Hạ Vô Kỵ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt thất vọng, có được thiên tư nghịch thiên như thế nhưng cũng chỉ dừng bước ở đây, đúng là đáng tiếc, lãng phí một phen khổ tâm năm đó của Dạ Đế và một phần tâm huyết của bổn chí tôn. Nói đến đây, trong lòng ông ta bỗng dưng dâng lên một sự thương hại đối với chúng sinh đau khổ. Hạ Thiên chính là một trong những chúng sinh đó nhưng lại sắp chết dưới trưởng của ông ta. Ông ta không đánh lòng, cho nên đã nhắm mắt lại. Mở mắt ra cho ta. Hạ Thiên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ông ta, siết chặt nắm đấm, nặng nề đánh vào mặt của hắn. Bành! Một quyền này đánh cho hai mắt của Hạ Vô Kỵ trợn tròn, cơ thể không bị khống chế lăn về phía sau 3 vòng rưỡi, rơi vào bên trong thiên hà. Ngươi, tại sao ngươi, làm được? Trên mặt Hạ Vô Kỵ không hề có bất kỳ vết thương nào, nhưng sự kinh ngạc trong lòng lại mạnh hơn trước không chỉ 10 lần. Bởi vì hình dáng hiện tại của ông ta có thể nói là mạnh nhất trong liên minh tu tiên. Ông ta tự nhận không ai có thể phá giải khí chướng màu vàng của ông ta, cũng không có người nào có khả năng đánh đổ kim thân của ông ta. Hạ Vô Kỵ vô cùng kiên định nói, không ai trong liên minh tu tiên có thể phá được Phật quang phổ chiếu của bổn chí tôn, người càng không có khả năng. Đúng, Hạ Thiên khó có lúc gật đầu thừa nhận, sau đó nói, cho nên, chính ngươi đã tự phá giải. Hạ Vô Kỵ sửng sốt, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngay cả cái này mà cũng nghĩ không ra. Hạ Thiên nhếch miệng. Ngươi! Hạ Vô Kỵ nhớ lại, lập tức tỉnh ngộ, vừa rồi ngươi dùng chính là kiếm thương của ta. Đúng, lại còn dùng rất tốt. Hạ Thiên cười nói, tên ngốc ngươi cũng không phải vô dụng. Ngươi không chuyển kiếm thương ra ngoài mà là cất giữ nó. Tâm niệm Hạ Vô Kỵ chuyển động, khó hiểu hỏi, nhưng nghịch thiên bát châm cũng không có tác dụng cất giữ, chỉ có thể di chuyển, hơn nữa còn có thời hạn. Ai nói không có, Hạ Thiên khinh thường nói, cho nên nói, ngươi không tu luyện nghịch thiên bát châm thì đừng nói mình hiểu rõ nó. Không đúng. Hạ Vô Kỵ rất nhanh ý thức được lỗ thủng bên trong, nếu thật là như vậy, tại sao ngươi lại không cất giữ Phật quang phổ chiếu của ta? Ta nói ta chướng mắt, ngươi có tin hay không? Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Cổ lộng huyền hư, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa gạt rồi. Lãnh ý trên mặt Hạ Vô Kỵ càng lúc càng đậm, ông ta bỗng dưng khoát tay gọi ra vô số kiếm khí màu vàng hình tròn, nhắm ngay Hạ Thiên, ngàn vạn thiện quang hóa kiếm khí, chảm cho ta. Lại mấy loại chiêu thức đó nữa. Hạ Thiên vận phiếu miểu bộ, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Ngươi tránh không được đâu. Hạ Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, cho dù ngươi mở một khe nứt thời không, bổn chí tôn cũng có thể chém vỡ khe nứt đó, bao gồm cả ngươi thành kiếp cho. Hạ Thiên lui mấy trăm trượng, cười hì hì, chỉ là muốn kéo ra một khoảng cách mà thôi. Quyền phong của ta rất mạnh, cách quá gần, không đủ để ta phát huy. Sắp chết đến nơi còn giả vờ giả vịt, Hạ Vô Kỵ khinh thường trong lòng không thôi. Phật quang kiếm khí càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức có chút yêu dị. Kiếm hóa ngàn vạn, Phật quang phổ chiếu, hai tướng trùng điệp, không chỗ che thân. Giữa không trung, kim nguyệt bỗng nhiên tròn quá mức. Dưới ánh trăng, kiếm khí như mưa. Toàn bộ thiên hà, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, có mặt khắp nơi. Vấn Thiên đạo nhân không thể không vận lồng khí bao phủ hắn, Phù Diêu tiên tử, còn có Chu Cửu thần đã sớm bất tỉnh bên trong. Hạ Thiên nhìn thấy cảnh tượng này cũng không có gì kinh ngạc, chỉ khẽ cau mày một cái. Loại kiếm thuật này đã vượt ra ngoài hiện tại. Nó không chỉ có sức mạnh phi thường, mà quan trọng hơn, nó còn ẩn chứa một chút dư vị pháp tắc. Cái gọi là đại chí tôn, xem ra cũng không hoàn toàn chỉ là hư danh, vẫn còn có chút tác dụng. Nếu Hạ Thiên không có băng hỏa linh thể lẫn nghịch thiên bát châm, xác thực hắn đã chết qua rất nhiều lần. Loại kiếm thế này nếu cứng rắn chống đỡ, hơn phân nửa là không ngăn được. Mặc dù Hạ Thiên có đôi khi rất lỗ mãng nhưng cho đến nay hắn không ngốc, càng không có chuyện đi chịu chết. Mỗi một hành động mà hắn làm, người ngoài xem ra đều rất ngu ngốc, nhưng thật ra đều có cân nhắc của hắn. Chỉ là hắn khinh thường việc đi giải thích với người khác, càng lười nghĩ đến những khúc mắc. Càng không thích vòng vo tranh đấu kiểu này. Tư duy chiến đấu của Hạ Thiên khá đơn giản và hiệu quả. Tức là trực tiếp đánh được thì trực tiếp đánh, không đánh được thì phải tạo cơ hội đánh trực diện. Trong lúc Hạ Thiên đang suy nghĩ nên đánh trả như thế nào, Hạ Vô Kỵ cũng không đứng yên.
Ông ta thả lỏng áp chế đối với pháp tướng kim thân, hình thể càng lúc càng lớn, dần dần lấp đầy toàn bộ không gian, giống như một đại Phật nối liền trời đất. Nước còn sót lại trong thiên hà bị trưng thành sương mù, xen lẫn cùng một chỗ với Phật quang màu vàng. Điều này lại càng khiến cho pháp tướng của Hạ Vô Kỵ càng thêm trang nghiêm. Hạ Thiên lười chơi trò trốn tìm với đám kiếm khí đó. Hắn gạt chúng sang một bên, vọt thẳng đến bản tôn của Hạ Vô Kỵ. Chỉ cần xử lý tên ngu ngốc này, đống kiếm khí kia tự nhiên sẽ tự động tiêu tán. Hừ, muốn chơi bắt giặc phải bắt vua trước sao? Hạ Vô Kỵ càng thêm có chút giống với Đại Phật cười nhạo, quát lớn một tiếng, đáng tiếc ngươi tính sai rồi. Pháp tướng kim thân lúc này đã đạt đến Phật Đà chi tướng. Dựa vào sức mạnh của một mình ngươi không thể dung chuyển được đâu. Kim quang như xương ngưng thành tiểu kiếm tinh mịn, xen lẫn thành thiên la địa võng đồng loạt bắn về phía Hạ Thiên. Ngươi là nhện tinh sao? Hạ Thiên nhếch miệng, có chút bất mãn nói. Hạ Vô Kỵ cười lạnh, thần thức hóa thiên, kiếp lực hóa kiếm, đây chính là thao tác cơ bản nhất sau khi đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Tiếp theo, ông ta ngạo nghễ nói, đương nhiên đây chính là dư vận pháp tắc, ngươi tuyệt đối sẽ không biết, bởi vì đây chính là bí thuật độc môn của bổn chí tôn, lĩnh ngộ được bên trong tàn khư chân tiên, độc nhất vô nhị trong liên minh tu tiên. Ngươi hoàn toàn không đến gần được cơ thể của ta đâu. Vừa dứt lời, oanh, Hạ Thiên vòng qua mưa kiếm như lưới, một quyền đánh trúng lồng ngực Hạ Vô Kỵ, sau đó phát ra một tiếng chuông gõ trầm đục. Ngươi, mặc dù Hạ Vô Kỵ bị đánh trúng mặt, nhưng cũng may nắm đấm của Hạ Thiên dường như không có uy lực gì, vì thế liền giễu cợt, chút khí lực đó của ngươi cũng chỉ gãi ngứa cho ta mà thôi. Bốp, lập tức một chưởng đánh bay Hạ Thiên ra ngoài. Vô số kiếm khí tinh mịn chém đến, rất nhanh đâm Hạ Thiên thành nhím. Kiếm này của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, hắn dùng thức châm ngoại châm tạo thành một vòng xoáy linh khí bên ngoài cơ thể của mình, tạm thời ngăn lại đống kiếm khí đó. Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Gương mặt Hạ Vô Kỵ vẫn tràn ngập sự khinh thường. Ông ta khoát tay, bóp ra mười mấy ấn quyết, thần uy như ngục, vạn tượng bàn nhược, kiếm hóa ngàn vạn, quy về nhất niệm. Vô số tiểu kiếm tinh mịn lập tức ngưng tụ, biến thành một thanh cự kiếm màu vàng che trời. Một chiêu này, cách đây không lâu Võ La Thần Quân đã dùng qua bên trong cực tiên mộ, nhưng uy lực hoàn toàn không thể so sánh được. Lúc đó, Hạ Thiên còn cảm thấy cự kiếm màu vàng đó có hoa mà không có quả. Bây giờ xem ra, Võ La Thần Quân ngay cả 1% uy lực của một thức này cũng không phát huy ra được. Bành! Chưa đến nửa giây, cự kiếm màu vàng đã đâm thủng vòng xoáy linh khí của Hạ Thiên, mắt thấy muốn xuyên qua ngực của hắn. Đinh! Hạ Thiên lấy ra Định Hải Thần Châm đón nhận mũi kiếm. Chỉ là một cây ngân châm, lại còn là lợi khí bình thường. Làm sao có thể địch nổi Kim Nguyệt Hàn Khô kiếm của ta? Hạ Vô Kỵ lắc đầu, gương mặt tràn ngập khinh thường, Hạ Thiên, ngươi có thể chết dưới một chiêu này của ta cũng xem như vinh hạnh của ngươi, đừng cố mà chống lại nữa. Hạ Thiên khinh thường nhiều lời với ông ta. Linh khí bên trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, thông qua tĩnh linh văn chuyển hóa thành băng hỏa kiếp lực, sau đó truyền vào bên trong Định Hải Thần Châm. Nghe thì có vẻ lâu. Nhưng trên thực tế thậm chí còn chưa đến 1/1000 giây. Có băng hỏa kiếp lực gia trì, Định Hải Thần Châm lập tức cường ngạnh, thế như trẻ che đâm phá mũi kiếm. Không thể nào. Hạ Vô Kỵ nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc khó hiểu, cho dù ngươi tu luyện ra được kiếp lực thì cũng chỉ là sơ kiếp mà thôi, làm sao có thể địch nổi Kim Nguyệt Hàn Khô kiếm của ta. Khả năng không lớn, Hạ Thiên cười một tiếng. Nhưng chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra kim nguyệt của ngươi đã không còn trọn vẹn sao? Lời vừa nói ra, Hạ Vô Kỵ đã sợ hãi cả kinh, lập tức quay đầu nhìn vòng kim nguyệt giữa không trung. Rõ ràng vẫn rất tròn. Không ổn, bị lừa rồi. Hạ Vô Kỵ kịp phản ứng, đáng tiếc đã muộn. Phù Diêu tiên tử cũng nghe thấy, trong lòng dâng lên một ý niệm. Bốp! Cự kiếm màu vàng ầm ầm sụp đổ. Ngân châm của Hạ Thiên đâm thẳng vào ngực của ông ta. Đại La Phật thủ. Hạ Vô Kỵ đành phải thu tay lại, hóa thành song trường. Một trường vỗ vào ngân châm, một trường vỗ vào Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, bóp quyền đối trường. Trước kia, hắn thường xuyên chơi oẳn tù tì với các bà vợ của mình. Hắn rất thích ra búa,
Các nữ nhân của hắn biết hắn có đặc điểm này, cho nên thường xuyên ra bao, coi như thắng chắc. Nhưng Hạ Thiên lại cảm thấy, búa sẽ thua bao bởi vì nó có quy tắc. Nhưng búa có thể thắng hết thảy. Một quyền của Hạ Thiên đánh xuyên qua Phật trưởng màu vàng còn lớn hơn cơ thể của hắn gấp 10 lần, sau đó xông thẳng vào mặt Hạ Vô Kỵ. Ngươi không phải cho rằng mình là Phật sao? Vậy bây giờ ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Khí thế của một quyền này hung hăng, có chút ngoài sự tưởng tượng. Hạ Vô Kỵ có thể nhìn ra được từng tia khí tức pháp tắc tràn ra, không khỏi rùng mình. Không thể nào. Lão Phu tu chính là công pháp cấp chân tiên thu được bên trong tàn khư chân tiên, mặc dù đã trải qua cải biên nhưng cũng phải bỏ ra gần vạn năm thời gian, trong khoảng thời gian đó còn tiêu hao rất nhiều linh đan diệu dược mới miễn cưỡng luyện được một chút dư vận pháp tắc. Nhưng tiểu tử trước mắt mới bao nhiêu tuổi chứ? Đồng thời tu tiên được bao lâu? Hắn dựa vào cái gì mà có thể làm được? Cho dù hắn có băng hỏa linh thể, lại có nghịch thiên bát châm, cũng không có khả năng trưởng thành khủng bố đến như vậy. Chẳng lẽ băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm lại xứng đôi như thế sao? Chẳng lẽ năm đó ông ta truyền nghịch thiên bát châm ra ngoài là cách làm sai lầm rồi sao? Nếu năm đó là ta. Khi những suy nghĩ này xuất hiện, Hạ Vô Kỵ cũng cảm thấy không ổn, bởi vì điều này cho thấy bại tướng đã lộ. Quan trọng là tại sao ông ta lại có suy nghĩ đó? Làm sao ông ta có thể hoài nghi mình thất bại? Không đúng. Hạ Vô Kỵ phát hiện không thích hợp. Vô thức quay đầu nhìn vòng kim nguyệt đang treo cao trên bầu trời kia. Đột nhiên ông ta nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta phải run sợ. Chỉ thấy một bóng áo trắng bay lên không, nhanh chóng bay đến dưới vòng kim nguyệt. Đó chính là Phù Diêu tiên tử, bàn tay thon thả cầm kiếm của nàng đâm ra. Lập tức, một pháo hoa được đốt lên. Hoa lửa giấy lên, kim nguyệt đang chiếu rọi chói lọi lại xuất hiện sự không trọn vẹn mắt trần có thể thấy được. Dừng tay. Hạ Vô Kỵ kinh hãi trong lòng, không quan tâm đến nắm đấm và ngân châm của Hạ Thiên đang đến gần, trực tiếp vung một bàn tay khác chộp về phía Phù Diêu tiên tử. Ngươi thua rồi. Hạ Thiên mỉm cười, nắm đấm đấm vào chính giữa lông mày Hạ Vô Kỵ, nát cho ta. Bổn chí tôn sẽ không thua đâu. Hạ Vô Kỵ cắn răng một cái, vững vàng đón đỡ một quyền của Hạ Thiên. Ông ta tin rằng pháp tướng kim thân của mình sẽ không bị đánh nát. Càng không có khả năng bị một quyền bình thường như vậy đánh vỡ. Trừ phi, khi suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện, Hạ Vô Kỵ cuống quýt dập tắt nó. Đáng tiếc, đã muộn. Khi ngươi ý thức được mình sẽ thua, ngươi nhất định sẽ thua. Chỉ là ông ta không phục, cũng không cam tâm chịu phục. Lão Phu khổ tâm tu luyện mấy vạn năm, chẳng lẽ còn không bằng một tiểu tử phàm nhân chẳng có gì lạ. Không, tuyệt không. Kiên định với suy nghĩ của mình, Hạ Vô Kỵ ném hết suy nghĩ loạn thất bát tao ra ngoài. Tới đi, để bản chí tôn nhìn xem ngươi rốt cuộc có cùng loại với hắn hay không. Hạ Vô Kỵ đã thật sự nổi giận, trực tiếp sử dụng bản lĩnh cuối cùng của mình. Đây là chiêu thức ông ta chuẩn bị để khiêu chiến thần hoàng đã mấy vạn năm chưa từng lộ diện qua. Nghĩ không ra bây giờ lại bị Hạ Thiên ép dùng. Nghĩ như vậy, sự tức giận trong lòng ông ta lại càng dâng lên. Sát ý lại càng đậm. Phật kiếm hợp lại, thiên đạo chảm ta. Hạ Vô Kỵ quát một tiếng, ánh sáng kim thân đột nhiên bùng lên. Một giây sau, kim thân nổ tung nhưng không tiêu tán. Mà hóa thành mấy thanh trường kiếm màu vàng, đa số chém về phía Hạ Thiên, còn có một số ít xông về phía Phù Diêu tiên tử. Những kim kiếm này giống như từng ngọn núi, trong núi ấn chứa lôi minh điện bào, dường như cất giấu một loại uy năng có thể chém vỡ thiên địa. Vấn Thiên đạo nhân nhìn thấy không khỏi tâm kinh đảm hàn, đây là thiên địa quy tịch, đại đạo ma diệt đạo nguyên chi lực mà chỉ có đại chí tôn mới có khả năng phát huy sao. Lúc này, Hạ Thiên cách số kim kiếm đó rất gần. Hắn hoàn toàn không thể né tránh, mà hắn cũng chẳng muốn né tránh, bởi vì nếu hắn tránh, số kim kiếm đó sẽ đuổi theo Phù Diêu tiên tử. Cho nên, hắn quyết định chọi cứng. Phốc, lần này quả thật có chút gánh không được. Nội kiếm thứ nhất, hắn đã bị chấn động đến phun ra một ngụm máu. Phù Diêu tiên tử thấy vậy, vô cùng lo lắng, nhưng nàng cũng không tốt hơn, nàng có lòng muốn giúp Hạ Thiên nhưng sức khỏe lại không cho phép. Phốc, phốc, hai kiếm chém tới, Hạ Thiên lại phun ra hai ngụm máu. Phốc, kim kiếm liên tiếp như thủy triều, một lớp san bằng, lớp khác lại đến.
Hơn nữa, kim kiếm chém qua một lần cũng không trực tiếp biến mất mà chỉ rút nhỏ đi một vòng, tiếp theo lại xông đến Hạ Thiên chém tiếp. Hạ Thiên rơi xuống bên trong thiên hà, đám kim kiếm đó vẫn không ngừng chảm kích như cũ, giống như muốn chém Hạ Thiên và cả thế giới này cùng một lượt. Hạ Thiên quả thật có chút chịu không nổi đám kim kiếm chảm kích. Đồng thời, Hạ Vô Kỵ cũng không chống đỡ nổi kiếp lực chuyển vận lớn đến như vậy. Huống chi Phù Diêu tiên tử vẫn đang tiến hành chảm kích kim nguyệt trên bầu trời, khiến cho ông ta một lần nữa bị thương nặng. Phù Diêu tiên tử cũng không tốt hơn, trên người đã xuất hiện mấy vết thương. Trong lúc cả ba có khả năng lưỡng bại câu thương, một sợi khí tức cực kỳ lâu đời lặng yên bay đến. Trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ thiên hà giới. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã bao phủ tất cả mọi người lại. Một giây sau, thiên hà giới đột nhiên không còn nữa, chẳng còn gì nữa. Người ở đây đều không thấy, nước thiên hà cũng không thấy, thậm chí vòng kim nguyệt có chút không trọn vẹn trên bầu trời cũng không thấy. À, Hạ Thiên cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau, giống như bên trong bên ngoài cơ thể đang có lửa thiêu đốt hắn. Rất nhanh, hắn ý thức được mình đang ở bên trong một khu phế tích. Nơi này bị tàn phá không chịu nổi. Lọt vào tầm mắt chỉ toàn là sự hoang tàn, vắng vẻ, bốn phía còn có cỏ dại rậm rạp, mạng nhện dày đặc. Đây là nơi nào? Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, đau đến hít một hơi khí lạnh. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện quần áo của mình cũng bị rách, trên người còn có mấy trăm vết thương màu đen. Không cần đoán, những vết thương này là do kim kiếm lưu lại. Về phần vì sao vết thương lại màu đen, Hạ Thiên cũng không biết. Cũng có thể có liên quan đến cơn đau giống như bị đốt. Vợ Phù Diêu. Hạ Thiên cao giọng hô, nhưng xung quanh không có ai đáp lại, tại sao ta lại ở đây? Sau vài giây cẩn thận nhớ lại, hắn chỉ nhớ mình đang đánh nhau với Đại Chí Tôn Hạ Vô Kỵ, đánh đến thời điểm mấu chốt, một sợi khí thức màu đen xuất hiện, sau đó thì hắn bị bắt mất. Chờ tỉnh táo lại, hắn đã ở đây. Chẳng lẽ là pháp thuật thần thông của tên Đại Chí Tôn ngớ ngẩn đó? Hạ Thiên lắc đầu, cảm thấy không có khả năng, bởi vì hắn phát hiện lúc đó Hạ Vô Kỵ cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng lại không cách nào phản kháng. Hắn cảm nhận cơ thể của mình một chút, phát hiện kiếp lực giống như bị một luồng khí tức màu đen khóa lại, nghịch thiên bát châm cũng không dùng được. Duy nhất có thể dùng chỉ còn lại băng hỏa linh thể và tĩnh linh văn. Tuy nhiên, hắn vừa vận tĩnh linh văn chuyển hóa linh khí làm kiếp lực, một sợi kiếp lực rất nhanh bị khí tức màu đen khóa chặt. Không cách nào sử dụng. Nếu biết là tên ngớ ngẩn nào dở trò quỷ, ta nhất định phải xử lý hắn. Hạ Thiên nhìn không được bĩu môi mắng một câu. Lần trước bị Dạ Ngọc Mị ép khô tu vi, mặc dù cảnh giới bị rơi xuống nhưng nghịch thiên bát châm vẫn có thể sử dụng, cho nên hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại kiếp lực bị khóa, nghịch thiên bát châm cũng không thể dùng. Rắc rối rồi đây. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên nhếch miệng. Cũng lười suy nghĩ nhiều, cũng thấy không cần thiết phải suy nghĩ, tìm vợ Phù Diêu trước rồi hãy nói. Bên ngoài phế tích là rừng rậm mênh mông. Những loại cây này vô cùng kỳ lạ, toàn thân màu đỏ giống như bị máu thẩm thấu. Lá cây như bàn tay người, trên cành còn kết không ít quả, nhưng rất mỏng, ngay cả mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ bên trong. Hạ Thiên tiện tay hái xuống một lá, nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện bên trong có chất lỏng lưu động. Soạt. Hạ Thiên cắn một cái, nhai một chút lại phun ra cái thứ gì đây? Khó ăn quá. Ha ha ha. Lúc này, trên cây vang lên tiếng cười, tiểu huynh đệ, người đúng là lỗ mãng. Loại cây không rõ lai lịch mà cũng dám ăn. Ngươi là ai? Hạ Thiên ngẩng đầu liếc qua, lười biếng hỏi. Một bóng người từ trên cành cây rậm rạp nhảy xuống, rơi xuống trước mặt Hạ Thiên. Tạ Hạ Dạ Mộng Bạch, người ta hay gọi là Dạ Đế. Người xưng hô như thế nào? Người này nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, dáng dấp vẫn còn rất phong nhã. Hắn mặc một bộ áo xanh, cầm một cây sáo trúc, khóe miệng lúc nào cũng nhếch lên, lộ ra nụ cười như không cười. Ngươi chính là Dạ Đế. Hạ Thiên lập tức hào hứng lên. Hắn quan sát người kia một lúc, ngươi chính là người đã viết nghịch thiên chân kinh. Sau đó sáng tạo ra nghịch thiên bát châm. Cái gì chân kinh, cái gì bát châm? Vẻ mặt Dạ Mộng Bạch hiện lên sự nghi hoặc, ta vừa mới phi thăng từ trái đất đến đây, ta còn muốn hỏi ngươi nơi này có phải là chân tiên giới hay không?
Chân tiên giới, Hạ Thiên nhếch miệng, người cảm thấy nơi này có giống chân tiên giới không? Dạ Mộng Bạch nhìn lướt sang xung quanh, cười khan, xác thực không giống. Đương nhiên không giống rồi, bởi vì nơi này chính xác không phải chân tiên giới. Hạ Thiên khó chịu nói, nơi này là liên minh tu tiên, cụ thể là chỗ nào thì ta cũng không biết rõ nữa. Dạ Mộng Bạch không khỏi mở to mắt, đúng là có liên minh tu tiên. Ta còn tưởng rằng nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ. Hạ Thiên nói, không phải 2 vạn năm trước ngươi đã từng đến đây sao? Ngươi còn giả vờ giả vịt ở đây làm gì? Ngươi nói cái gì? Mặt Dạ Mộng Bạch không chút biểu cảm, nói với Hạ Thiên, vị tiểu huynh đệ này, năm nay ta chẳng qua chỉ mới 25 tuổi, tại sao ngươi lại nói ta đã từng đến đây 2 vạn năm trước chứ? Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn có thể xác định người này không phải đang nói dối. Ta không phải tiểu huynh đệ, năm nay ta đã 32, tính như vậy, người phải gọi ta là đại ca. Hạ Thiên nhếch miệng, bổ sung một câu, nhưng diện mạo này của ngươi chưa chắc có tư cách làm tiểu đệ của ta. Gọi ngươi một tiếng ca thì được, đại ca thì thôi đi. Dạ Mộng Bạch liên tục khoát tay, cung kính thi lễ với Hạ Thiên một cái, nhưng vị huynh đài này, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Thuận miệng nói, ta tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên. Dạ Mộng Bạch đọc một lần, sau đó vỗ tay, tên này có vẻ rất bình thường, chỗ của chúng ta có thể nắm được một bó to. Tuy nhiên, vì sao khi ngươi nói ra, khí thế lại như hồng? Giống như ngươi thật sự là thiên hạ đệ nhất vậy. Không phải giống như, mà ta thật sự là đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên nghiêm túc nói, hơn nữa. Mặc kệ là phương diện gì, ta cũng đều là thiên hạ đệ nhất. Lợi hại như vậy thật sao? Dạ Mộng Bạch mỉm cười, cây sáo trong tay chuyển động đánh về phía đầu Hạ Thiên. Bành! Hạ Thiên một quyền đánh thẳng vào ngực Dạ Mộng Bạch. Ôi! Dạ Mộng Bạch bị đau, liền lùi lại 2-3 bước, một lúc lâu sau mới nói, quyền pháp của ngươi thuộc môn phái nào vậy? Tại sao tốc độ lại nhanh như thế? Ta không hề phát hiện ra trước đó. Ta chẳng có môn phái nào cả, đây cũng không phải quyền pháp, chỉ là nắm đấm bình thường. Hạ Thiên cũng cảm thấy có chỗ kỳ quái. Nắm đấm của hắn đúng là không thể nhanh như vậy, nhưng một suy nghĩ chợt lóe lên, rất nhanh hắn đã hiểu ra, khả năng đối phương quá củi bắp mà thôi. Nắm đấm bình thường mà đã lợi hại như vậy rồi, người thật sự có khả năng là đệ nhất thiên hạ. Dạ Mộng Bạch vuốt vuốt cái bụng, rất nhanh lại cười, gọi ngươi một tiếng đại ca cũng không lỗ. Ta mới đến, đang muốn thỉnh giáo một chút. Hạ Thiên đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Hạ Thiên thản nhiên đáp, ta còn phải đi tìm vợ của mình. Về phần ngươi muốn làm cái gì thì phải hỏi chính ngươi, ta cũng không phải cha ngươi, chẳng liên quan gì đến ta. Vợ của ngươi, Dạ Mộng Bạch có chút ngoài ý muốn, ý của Hạ Huynh là, ngươi cùng với đạo lữ của ngươi phi thăng đến chân tiên, à không, đến liên minh tu tiên. Đến chứ phi thăng cái gì? Hạ Thiên tùy ý đáp, vừa rồi ta cùng với một đại chí tôn đánh nhau, còn chưa đánh xong đã bị một luồng khí tức màu đen truyền tống đến đây. Cho nên, ta phải tìm vợ phù diêu của mình trước, sau đó xử lý cái tên đại chí tôn kia, rồi tìm nơi phát ra luồng khí tức màu đen đó, xem ai đã dở trò quỷ. Dạ Mộng Bạch nghe đến hồ đồ, hoàn toàn không biết Hạ Thiên đang nói cái gì. Tuy nhiên, hắn vẫn nhạy bén nhận ra mấy từ quan trọng. Đại chí tôn. Dạ Mộng Bạch kinh ngạc không thôi, ngươi và đại chí tôn của liên minh tu tiên đánh nhau, thật hay giả vậy? Lừa ngươi thì có cơm ăn sao? Hạ Thiên hời hợt hỏi lại. Cũng đúng, nhưng ngươi nói như vậy thật sự có chút khiến cho người ta khó có thể tin. Dạ Mộng Bạch lắc đầu, lập tức giải thích, dù sao 8 vạn năm trước đại chí tôn đã là chuẩn tiên cửu kiếp, có danh xưng thần hoàng ở liên minh tu tiên. Nghe đồn ông ta đã sớm là chân tiên. Chỉ là tận lực áp chế tu vi của mình, cho nên mới còn ở lại đây. Hạ Thiên nghi hoặc, khoan đã, đại chí tôn mà ngươi nói là ai? Gần 8 vạn năm qua, liên minh tu tiên không phải chỉ có một vị đại chí tôn thôi sao? Dạ Mộng Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, đó chính là hiển thánh đại chí tôn, tên tục là Tiêu Hoàng Cực, danh xưng thần hoàng. Tiêu Hoàng Cực, Hạ Thiên lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Vậy đại chí tôn mà ngươi nói là ai? Dạ Mộng Bạch sửng sốt, thuận miệng hỏi. Hạ Thiên đáp, gọi là Quảng Lực đại chí tôn Hạ Vô Kỵ.
Hạ Vô Kỵ, Dạ Mộng Bạch sửng sốt, sau đó phình bụng cười to, ha ha ha, buồn cười chết đi được. Cười nữa, ta đánh ngươi đấy. Hạ Thiên trừng mắt nhìn hắn, có gì đáng cười đâu. Dạ Mộng Bạch cố nén cười, lau nước mắt giải thích, Hạ Vô Kỵ mà ngươi nói, có thể là tiểu hòa thượng quảng lực của Kim Cương Tự đến từ Già Long Giới. Đó là một người bạn của ta, hắn đang ở trong doanh địa cách đây không xa. Bạn của ngươi, Hạ Thiên gật đầu, xác thực không sai. Hạ Vô Kỵ đã từng nói, hắn và Dạ Đế quen biết nhau trong Tàn Khư Chân Tiên, sau đó phát hiện rất nhiều di vật của Chân Tiên. Thư tạ, Ngọc Giản thuộc về Dạ Đế, Đan Dược Pháp Bảo thuộc về ông ta. Nhưng rất nhanh Hạ Thiên lại phát hiện có chút không đúng. Hắn vừa cùng với Hạ Vô Kỵ đánh một trận, sau đó bị khí tức màu đen dẫn đến đây. Trừ phi khí tức màu đen cũng mang Hạ Vô Kỵ đến, bằng không, thật sự không khớp. Hơn nữa, không phải nói Dạ Đế đã sớm bị người Liên Minh Tu Tiên Liên Hợp xử lý sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi, Hạ Thiên lập tức có một suy đoán, chẳng lẽ hắn đang xuyên qua 2 vạn năm trước? Này, Hạ Huynh, người thế nào? Dạ Mộng Bạch thấy Hạ Thiên đứng xuất thần tại chỗ, không khỏi kêu hắn vài tiếng, ngươi không sao chứ? Hạ Thiên bất mãn nói, ta có thể có chuyện gì chứ? Lập tức hung hăng nhìn Dạ Mộng Bạch chằm chằm, ngươi thật sự là Dạ Đế. Chẳng lẽ Liên Minh Tu Tiên cũng có người tên Dạ Đế sao? Gương mặt Dạ Mộng Bạch hiện lên sự khó hiểu, còn nữa, đây là tên hiệu người khác đặt cho ta, bởi vì ta tu luyện chính là Ngự Thần Quyết của Ngũ Đế. Trong đó sở trường nhất chính là Huyền Đế Dạ Quang Ký, tên gọi tắt là Dạ Đế. Nhất định là ngươi rồi. Hạ Thiên nói, mau dẫn ta đi gặp Hạ Vô Kỵ đi. Dạ Mộng Bạch mang theo Hạ Thiên đi về phía nam một hồi, rất nhanh đã đến trước một tòa cung điện tương đối hoàn chỉnh. Trong cung điện có 3 nam 1 nữ đang lo lắng chờ đợi. Dạ công tử không sao chứ? Một thiếu nữ mặc áo xanh xinh đẹp, dáng người thướt tha lo lắng hỏi. Nằm trên mặt đất, một người mặc áo bào xanh hơi lớn tuổi nhưng có phần yếu ớt lắc đầu nói, Dạ lão đệ là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, thực lực mạnh nhất, cho dù gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ không sao. Cuối cùng, vị hòa thượng trẻ tuổi với giọng điệu trưởng thành nhưng khuôn mặt lại có phần non nớt chắp tay cười nói, Dạ thí chủ trời sinh có khuôn mặt hiền từ, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta nói tiểu ngốc tử này, ngươi không phải hoàn tục rồi sao? Tại sao còn gọi người khác là thí chủ? Thiếu nữ áo xanh khoanh tay trêu chọc, người đã không còn là hòa thượng, cũng nên làm quen với quy củ thế giới thế tục đi. Nói cũng đúng. Nam nhân áo bào xanh gật đầu, quay sang nói với tiểu hòa thượng, nhất là cái gọi là sát giới, người nhất định phải phá. Tu tiên đại đạo, mạnh được yếu thua, không có khả năng không giết người. Người không giết người, người sẽ giết ngươi. Hai vị tiền bối dạy rất đúng. Tiểu hòa thượng cũng không tranh cãi, hai tay hợp thành chữ thập, thuận miệng ứng đối. Hai người kia nghe hắn nói xong, không khỏi lắc đầu. Tiểu hòa thượng hiển nhiên không để lời bọn họ nói trong lòng. Tuy nhiên cũng không quan trọng, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết cái gọi là nóng lạnh của nhân gian, cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Đến lúc đó, hắn sẽ tự động thay đổi thôi. Mọi người đợi lâu, ta đã trở về rồi. Lúc này. Dạ Mộng Bạch cùng với Hạ Thiên từ trên trần nhà nhảy xuống, rơi vào chính giữa 3 người, nãy giờ ở đây có xảy ra chuyện gì không? Kim Đạo Huynh, tổn thương trên người ngươi không chuyển biến xấu chứ? Còn tốt, nam nhân áo bào xanh dáng chống đỡ ngồi dậy. Tiểu Hòa Thượng nhìn Dạ Mộng Bạch, chỉ mỉm cười, cũng không nói gì. Dạ Đại Ca, thiếu nữ áo xanh nhìn thấy Dạ Mộng Bạch, lập tức bước đến, kích động nói, ngươi không có việc gì là tốt rồi, a. Nhưng vừa lên tiếng, nàng lập tức nhìn thấy Hạ Thiên đang đứng đằng sau Dạ Mộng Bạch, không khỏi cảnh giác ngươi là ai. Ta còn chưa hỏi ngươi là ai. Hạ Thiên nhếch miệng. Hai người vừa nói chuyện, nam nhân áo bào xanh và tiểu hòa thượng cũng đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Sau khi nhìn kỹ, bọn họ lại quay sang nhìn Dạ Mộng Bạch, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. À, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Dạ Mộng Bạch khẽ cười một tiếng, vội lách người. Chỉ vào Hạ Thiên nói, đây là một vị đồng đạo mà ta gặp được bên trong một phế tích. Hắn tên Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên, thiếu nữ áo xanh lặp lại một lần, sau đó lắc đầu cái tên nghe bình thường quá.
Hạ Thiên nhếch miệng nói, điều này nói rõ ngươi không có phẩm vị. Tên của ta là do vợ thần tiên tỷ tỷ đặt, tuyệt đối rất hay. Thần tiên tỷ tỷ, vợ, thiếu nữ áo xanh nghe xưng hô này, không khỏi cảm thấy rối bời, cảm nhận đối với Hạ Thiên lại càng kém, liền quay sang nói với Dạ Mộng Bạch, Dạ đại ca, người này không rõ lai lịch, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dạ Mộng Bạch cười ha hả, khoát tay nói, không cần đâu. Ta thấy Hạ Đạo Huynh làm người làm việc đều rất quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải người xấu. Dạ đại ca, người dễ dàng tin tưởng người khác quá. Thiếu nữ áo xanh có chút sốt ruột, ai biết hắn là ai, nếu chẳng may là tà ma. Người mới là tà ma đấy. Hạ Thiên nói, chính xác mà nói, trong số những người các ngươi, chỉ có Dạ Đế là người, những người khác đều không bằng. Thiếu nữ áo xanh nghe xong, lập tức giận sôi lên, người nói vậy là có ý gì? Gương mặt tiểu hòa thượng, còn có nam nhân mặc áo bào xanh đều trở nên khó coi. Các ngươi đừng ồn ào. Dạ Mộng Bạch kéo thiếu nữ áo xanh ra, sau đó cười nhạt, trong chúng ta không ai là tà ma, Hạ Đạo Huynh tất nhiên cũng không phải. Cái nơi rách nát này nguy cơ trùng trùng, muốn thoát ra ngoài, chúng ta cần phải đoàn kết những người có thể đoàn kết. Nếu không, chúng ta có thể chết ở đây bất cứ lúc nào. Mọi người tu hành nhiều năm mới đến được đây, hiển nhiên không muốn cứ thế mà chết đi. Hừ, dù sao ta cũng không quen nhìn hắn. Thiếu nữ áo xanh khoanh tay, tức đến mức ngực càng thêm chịu nặng. Hạ Đạo Huynh, người bỏ qua cho. Dạ Mộng Bạch giới thiệu với Hạ Thiên, nàng ấy tên Khúc Yên Nhiên, đến từ Thiên Huyễn giới, tính tình nóng nảy, nhanh mồm nhanh miệng nhưng thật ra không có ác ý gì đâu. Khúc Yên Nhiên lạnh lùng nói, nhưng ta không thích hắn. Vừa lúc ta cũng không thích ngươi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nhưng cũng không cần thiết phải thích. Dù sao ta và các ngươi không phải người của một thế giới. Hạ Thiên nói là sự thật. Tuy nhiên, Dạ Mộng Bạch cứ tưởng Hạ Thiên tức giận, vội vàng chỉ vào tiểu hòa thượng, nói sang chuyện khác, ngươi không phải muốn tìm Hạ Vô Kỵ sao? Chính là hắn, trước kia là hòa thượng, pháp hiệu Quảng Lực, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã hoàn tục. Hạ thí chủ, ngươi tìm ta. Gương mặt Hạ Vô Kỵ hiện lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ chúng ta quen biết nhau trước đó sao? Vì sao bần tăng lại không chút ấn tượng gì đối với ngươi? Hạ Thiên thuận miệng nói, xem như là quen biết đi, ngươi không có ấn tượng cũng là chuyện bình thường. Bởi vì hơn 2 vạn năm sau, ngươi sẽ lấy mạng của ta, nhưng bị ta xử lý. Hạ Vô Kỵ không biết làm sao mà nói tiếp. Cái gì mà hơn 2 vạn năm sau? Ngươi đang nói hưu nói vượn gì thế? Khúc Yên Nhiên cảm thấy cực kỳ bất mãn với giọng điệu trang bức của Hạ Thiên. Ngươi có thể sống thêm 200 năm nữa không đã là một vấn đề, lại còn 2 vạn năm. Dạ Mộng Bạch không khỏi sờ sờ mũi, có chút xấu hổ trước lời nói của Hạ Thiên. Hạ thí chủ nói đùa rồi. Hạ Vô Kỵ cười khan, chúng ta xưa nay không thù không oán, tại sao lại giao đấu sinh tử với nhau chứ? Hạ Thiên đính chính, không phải giao đấu sinh tử, chính là ngươi bị ta giết chết. Đủ rồi. Nam nhân áo bào xanh không vui đứng lên. Nói với Hạ Thiên, ta không cần biết ngươi là ai, ôm mục đích gì để tiếp cận chúng ta. Tóm lại, ngươi nên có chừng có mực, đừng tưởng rằng chúng ta dễ bị mắc lừa. Lời này ngươi nên hỏi chính ngươi thì hay hơn. Hạ Thiên nhìn người này một chút, ngươi chính là giáp tâm không tốt, lại còn giả bộ ở đây làm gì? Nam nhân áo bào xanh im lặng, một hồi lâu nói cũng không ra lời, liền quay sang nhìn Dạ Mộng Bạch, Dạ lão đệ, ngươi tìm được người này ở đâu vậy? Nói chuyện làm việc chẳng đứng đắn gì cả, tính công kích lại còn mạnh như vậy, đúng là khó hiểu. Ha ha ha, Hạ Đạo Huynh là người ngay thẳng như vậy đấy, các ngươi cũng đừng để ý. Hắn không có ác ý gì đâu. Dạ Mộng Bạch phá lên cười, vỗ vai nam nhân áo bào xanh, tiện tay móc ra mấy quả trái cây và một đống thảo dược. Đây là cái gì? Nam nhân áo bào xanh nghi hoặc tiếp nhận. Có thể trị được vết thương trên người ngươi. Dạ Mộng Bạch thuận miệng giải thích, Hạ Đạo Huynh thật ra là y tu. Trái cây và thảo dược đã được hắn nghiệm chứng, không có vấn đề gì đâu, có thể ăn được. Nam nhân áo bào xanh có chút không tin tưởng Hạ Thiên cho lắm, nhưng lại hoàn toàn tín nhiệm Dạ Mộng Bạch. Do dự vài giây, cuối cùng hắn cũng nhét vào trong miệng. Nhai mấy lần, phát hiện hương vị khá lạ, giống như phân ôi thiêu nhưng lại bị đông cứng thành một khối, lại còn bị khăn tay ngâm nước bẩn lâu ngày bao lại. Đã khó ăn lại còn khó nuốt xuống.
Đừng phun ra, cố nuốt xuống đi. Hạ Thiên cười nói, bằng không, vết thương trên người ngươi sẽ bị phát tác. Với thể chất của ngươi, đoán chừng phát tác hai lần, ngươi sẽ bị phế. Lời vừa nói ra, nam nhân áo bào xanh đành phải chịu xúc động nôn mửa, cưỡng ép nuốt xuống. Không thể không nói, những quả trái cây và thảo dược đó quả thật có kỳ hiệu. Một lát sau, nam nhân áo bào xanh cũng cảm nhận được thương thế trên người khép lại hơn phân nửa, có thể đứng lên đi lại một cách bình thường. Dạ Mộng Bạch mừng rỡ không thôi. Ban đầu, hắn cũng có chút lo lắng hiệu quả trị liệu của thuốc. Nhưng hắn làm người có một chuẩn tắc, đó chính là một khi lựa chọn tin tưởng người khác, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Trên đường trở về, hắn đã nhắc qua thương thế của nam nhân áo bào xanh với Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay chỉ mấy quả trái cây và thảo dược, nói những thứ này có thể trị. Ban đầu, hắn quả thật có chút không dám tin, cho dù Hạ Thiên tự xưng là thiên hạ đệ nhất thần y. Nhưng bởi vì tin tưởng Hạ Thiên, hắn vẫn mang thuốc và trái cây trở về. Nghĩ không ra, hiệu quả lại thần kỳ như thế. Hạ đạo hữu, thật ngại quá, là ta trách oan ngươi, ta xin lỗi ngươi. Sau khi khỏe hơn, nam nhân áo bào xanh quả quyết nói lời xin lỗi và cảm ơn Hạ Thiên, tại Hạ Kim Mộc Phong, ân cứu mạng của ngươi suốt đời khó quên. Về sau, ngươi có việc cần, xông pha khói lửa ta cũng không từ chối. Thôi đi. Hạ Thiên nhìn nam nhân áo bào xanh, tuy vết thương trên người ngươi đã ổn, nhưng mặt ngươi có viết chữ đoản mệnh, đoán chừng sống không được bao lâu đâu. Nhưng ta là hơn 2 vạn năm sau mới xuất hiện, ngươi cũng không giúp được gì cho ta. Khúc Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ treo cái từ 2 vạn năm trên cửa miệng, giống như ngươi thật sự từ hơn 2 vạn năm sau quay trở lại thì phải. Mặc dù hình dáng của ngươi bình thường nhưng đầu óc thì có vấn đề. Hạ Thiên gật đầu, ta chính là từ hơn 2 vạn năm sau trở về đấy. Nói hưu nói vượn, Khúc Yên Nhiên đương nhiên không tin, mắng to, nhìn tư chất của ngươi cũng bình thường, có thể tu luyện đến hợp thể kỳ đoán chừng cũng dựa vào tài nguyên của tông môn. Ngươi cùng lắm cũng chỉ có thể sống thêm 200 năm. 2 vạn năm, quả thật si tâm vọng tưởng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn vượt qua cả chuẩn tiên lão tổ sao? Hạ Thiên khẳng định, ta không phải chuẩn tiên lão tổ, ta còn lợi hại hơn so với bọn họ nhiều. Khúc Yên Nhiên trừng mắt, không thèm để ý đến Hạ Thiên nữa. Dạ Mộng Bạch mỉm cười hòa giải, được rồi, mọi người đều bị vây ở đây, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực. Trước nghĩ cách chạy ra ngoài quan trọng hơn. Hạ Thiên thản nhiên nói, có thoát ra hay không không quan trọng. Bây giờ ta muốn làm chuyện khác hơn. Chuyện gì, Dạ Mộng Bạch không hiểu. Hạ Thiên một lần nữa quay sang nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng, nếu bây giờ thật sự là hơn 2 vạn năm trước, hắn cũng chính là quảng lực đại chí tôn về sau. Vậy ta có nên thừa dịp bây giờ trực tiếp xử lý hắn không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 202.